Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện đại thánh truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Tập 99. Chương 981. Thay đổi. Đuôi ngón tay phải của Tiểu An bỗng nhiên đứt ra, xương cốt huyết nhục đều dung nhập vào huyết hải phiên. Trên cột cờ lập tức nhuộm một lớp óng ánh mà huyết sắc của cờ cũng trở nên càng thêm tươi đẹp. Tam muội bạch cốt hỏa hừng hừng bừng cháy, điên cuồng tràn vào trong đầu lâu trên đỉnh huyết hải phiên, trong hốc mắt chợt có thêm hai ngọn lửa bừng sáng. Tiểu An lại vung tay lên, phun ra một làn khói xanh như là bóng dáng, là hồn phách huyết ảnh đương kêu rên, chúng vừa chìm vào trong biển máu cuồn cuộn lập tức tan vào. Huyết hải phiên thành công rồi, Tiểu An thu hồi huyết hải phiên. Một bước bước ra khỏi động phủ, lấy ra lưu ly ẩn thân kính để che giấu thân hình, nàng phá không mà đi hướng về phía hồ Nguyệt Đỉnh. Trên hồ Nguyệt Đỉnh, màn đêm buông xuống, các ngư dân bên hồ nhao nhao thu lưới trở về. Cuộc sống của họ cũng không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thứ gì, ngược lại họ phát hiện ra, từ sau khi Nguyệt Đỉnh hồ thần giáng lâm, sóng gió nổi lên trên mặt hồ này đã ít đi rất nhiều. Vốn là có đám tôm cá thủy quái làm loạn nhưng giờ cũng không thấy bóng dáng nữa. Thế nên trong lòng mọi người lại càng thêm sùng kính vị thần hồ Nguyệt Đình này, đã có nhiều ngư dân thờ thần hồ trên thuyền. Mà ở Nguyệt Đình thủy phủ giữa hồ lại như mới tỉnh dậy sau cơn mê. Dạ Du Nhân túm năm tụng ba đi ra khỏi nơi cư trú. Cả nam lẫn nữ thoải mái kết bạn giao du, cười nói tự nhiên, thỉnh thoảng ngước lên nhìn sao sáng trên đỉnh đầu, trên mặt lại toát ra vẻ mặt thán phục cùng say mê. Hòn đảo này có diện tích cực kỳ rộng lớn, chứa hàng vạn dạ du nhân cũng không thành vấn đề gì. Dạ Lưu Tô sau khi hoàn thành đại nghiệp thống nhất thì không ngừng tiến hành di chuyển. Ám ảnh chết chóc đã từng bao phủ lất toàn bộ dạ du nhân tộc giờ đã không còn tồn tại. Dạ Lưu Tô thiết lập luật pháp và trật tự ở nơi đây. Mọi người không còn phải nắm chặt vũ khí, phòng bị có thể ám sát và đánh lén bất cứ lúc nào. So với nơi ta lớn lên, nơi này quả thực giống như trong mộng vậy. Có hai bóng dáng đang đứng trên một gác mái tinh xảo có thế dựa vào núi. Dạ Lưu Ba nhìn một đám hài tử đang vui đùa. Nói với Dạ Lưu Tô bên cạnh, tỷ tỷ, cuối cùng nguyện vọng của tỷ cũng thành hiện thực rồi. Khóe môi Dạ Lưu Tô hơi nhếch lên, nhưng lập tức bị ưu dung bao trùm. Nàng nhìn về phía trung tâm đảo, nơi đó có một vùng nội hồ nho nhỏ, là nơi liên kết giữa lòng đất là hồ Nguyệt Đỉnh. Xung quanh hồ nhỏ là cấm địa mà bất kỳ dạ du nhân nào cũng không thể đặt chân đến, kể cả nàng. Nếu không có việc quan trọng cũng sẽ không thể tùy ý quấy rầy, bởi vì đó là nơi Lý Thanh Sơn tu hành. Người đang lo lắng về chủ nhân sao? Yên tâm đi, chủ nhân nhất định sẽ không thua. Dạ Lưu Ba tràn ngập tự tin nói, người đúng là... Dạ Lưu Tô cười thở dài một tiếng, nàng xoa đầu Dạ Lưu Ba. Đúng là sủng vật ngoan ngoãn của hắn. Dạ Lưu Ba không nghe theo mà nói, ngay cả tỷ 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 cũng nói như vậy, ta đang hâm mộ ngươi mà. Dạ Lưu Tô thầm thở dài, nàng đã phó thác hết thảy cho hắn mà không giữ lại chút gì, toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn. Vô ưu vô lự, nàng lại có thêm rất nhiều nhu cầu khó thực hiện giống như lý tưởng của nàng vậy. Rốt cuộc vẫn là do xuất thân khác biệt của hai người. Dạ Lưu Tô xuất thân cao quý có nhiều hậu đãi. Thiên phú cực tốt mới có thể có lý tưởng mà dạ du nhân bình thường không có, mới có thể tiếp xúc với sách của nhân loại, mới có tình yêu như nữ tử nhân loại. Mà dạ Lưu Ba lại phải lăn lộn trong hắc giật thành, tương đương với khu ổ chuột của nhân loại, tâm tư cũng đơn giản thực tế hơn nhiều, có thể đạt được sủng ái này là cảm thấy mỹ mãn rồi. Dạ Lưu Tô bỗng nhiên dùng mình, cảm giác được pháp trận bị người tác động, nàng ngửa đầu nhìn lại, một bóng trắng xuyên qua pháp trận phá không mà đến, bóng trắng lướt qua lầu các, đáp vào trong hồ nhỏ giữa đảo. Tốc độ của bóng trắng cực nhanh, thậm chí ngay cả Dạ Lưu Tô cũng không thấy rõ đó là cái gì, hơn nữa không có để lộ chút khí tức nào, ngay cả là người hay là yêu cũng không phân biệt được. Mà phần lớn dạ du nhân trên đảo căn bản không có cảm giác gì về chuyện này. Quyền khống chế hạch tâm của pháp trận đương nhiên là ở trong tay Lý Thanh Sơn. Mà Dạ Lưu Tô cùng Dạ Lưu Ba cũng được hắn giao cho một phần quyền hạn, bất luận là người hay yêu đều không thể dễ dàng xuyên qua pháp trận.
Nói như vậy, bóng trắng kia là do hắn cho vào. Dạ Lưu Tô xoay người xuống lầu, dáng người yêu nhã, nhanh nhẹn tựa như cá chép nhảy ngược, dung nhập vào trong bóng tối, làm dẹp dềnh gợi ra từng gợn sóng đen. Dạ Lưu Ba kêu lên, tỷ tỷ, không phải nói chủ nhân không cho bất kỳ kẻ nào đến quấy rầy sao? Dạ Lưu Tô dường như không nghe thấy, nàng không thể khống chế khát vọng muốn hiểu rõ tất cả mọi thứ của hắn trong lòng mình. Ta còn tưởng ngươi không đến kịp cơ đấy. Lý Thanh Sơn khoanh chân ngồi ở lòng hồ, thủy nguyệt bàn đặt ở trên đầu gối của hắn, bỗng nhiên cảm giác được pháp trận dị động, trên mặt hắn lộ ra một chút vui mừng. Trong nháy mắt, Tiểu An đã đi tới trước mặt hắn. Nàng lại hóa thành bộ dáng bạch cốt, thế nhưng nàng hiện tại đã có thể tự do chuyển hóa ở giữa Chu Nhan cùng bạch cốt, cũng không cần phải phiền phức luyện hóa thân thể thêm lần nữa. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 982, đến lúc. Tiểu An không nói gì, chỉ tiến lên rúc vào lòng hắn, khoe khoang lắc lắc huyết hải phiên nho nhỏ trong tay. Sao nàng có thể không đến được? Lần trước trong thời khắc sinh tử của hắn, nàng lại không thể ở bên cạnh hắn, trong lòng liền tràn ngập tiếc nuối. Nàng vẫn kiên trì tu hành, không phải là để làm bạn hắn bên cạnh, mà là giúp hắn đi tới cửu thiên, nếu không thân này còn có ý nghĩa gì nữa. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu An, báo động của linh quy yêu đan trong cơ thể Lý Thanh Sơn lập tức yếu bớt, quan trọng hơn là tâm của hắn yên ổn lại. Từ đầu đến giờ, bọn họ cùng nhau vượt qua bao nhiêu cửa ải sinh tử. Có nàng ở một bên vượt trận, bất luận gặp phải nguy hiểm như thế nào hắn cũng tự tin là có thể thoát thân. Vì thế khi Dạ Lưu Tô đi tới bên hồ bèn nhìn thấy Bắc Nguyệt Tuấn Mỹ vô đúc ôm một cỗ bạch cốt mảnh khảnh trong suốt vào trong lòng. Gương mặt mày của hắn ánh lên sự thoải mái nhẹ nhàng mà nàng chưa từng thấy qua. Trong xích mâu lộ ra vẻ ôn nhu mà không thể dùng lời để biểu đạt. Đó là ánh mắt thuần túy không có bất kỳ tạp niệm nào. Dưới hình ảnh phản chiếu của sóng nước yên ả, hình thành một loại cảnh tượng có chút quỷ dị, tản mát ra khí tràng quái dị vô hình. Dạ Lưu Tô không khỏi sinh ra một loại cảm giác như vậy. Trên đời này, không có giá trị của thứ nào có thể vượt qua sự trân quý của hắn đối với bộ xương trắng trong ngực, cũng không có ai có thể chen vào giữa bọn họ. Lưu Tô, ngươi làm gì ở đó? Lý Thanh Sơn ngẩng đầu lên, nhìn về phía một bụi cây ven hồ. À, không có, ta lo lắng cho chủ nhân cho nên tới đây xem một chút. Dạ Lưu Tô đi ra khỏi bóng tối, trông thấy bộ bạch cốt trong ngực hắn quay đầu lại, hốc mắt thiêu đốt, ngọn lửa màu trắng nhạt gần như trong suốt nhẹ nhàng nhìn lướt qua nàng. Trong lòng nàng run lên, lập tức cúi đầu, nàng không phải tiểu cô nương chưa trải chuyện đời, ở thế giới dưới lòng đất. Nàng đã gặp qua không biết bao cảnh tượng tàn nhẫn đáng sợ, nhưng trong khoảnh khắc chạm mắt với bộ bạch cốt kia, nàng lại cảm thấy một nỗi kinh hoàng khó để tên ập vào đầu. Nhưng cùng lúc đó lại có một loại cảm giác thánh khiết quỷ bí. Ôi, phó thủ lĩnh! Băng Oa Tiểu Lam nhảy ra khỏi nước. Phó thủ lĩnh! Dạ Lưu Tô chợt nhớ tới, đây không phải là bộ khô lâu ở cạnh hắn trong lần đầu tiên hắn đến lòng đất khi trước hay sao? Quái lạ! Sao mình lại không nhớ ra? Đã đến lúc. Lý Thanh Sơn nói bèn xong đứng dậy, bước qua mặt hồ yên tĩnh. Tiểu An vẫn giống như trước kia ngồi trên vai trái của hắn, cánh tay phải ôm lấy đầu hắn. Đó là một sự kết hợp kỳ lạ, nhưng trong lúc hành tẩu lại tạo ra một sự phối hợp hoàn hảo, cứ như trời sinh vậy. Ngoan ngoãn trông nhà, chờ ta trở về. Lý Thanh Sơn mỉm cười, nói xong câu đó, phong thần vũ rực phía sau đột nhiên tung ra. Trong phút chốc đã biến mất tại chỗ. Một lát sau mới có cuồng phong trải mặt khiến mái tóc dài của Dạ Lưu Tô phất lên, đảo mắt nhìn lại đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Tỷ tỷ, đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Dạ Lưu Ba vội vàng chạy tới, cũng nhìn thấy Tiểu An trên vai Lý Thanh Sơn. Ta cũng không biết, người nên hỏi là đó là ai. Tất cả những gì ta biết là, người đó quan trọng với hắn như việc hắn quan trọng với ngươi vậy. Dạ Lưu Tô nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt phức tạp. Lý Thanh Sơn cũng không có bay lên bầu trời mà giống như một tia chớp quanh co, chuyển biến vài lần, vòng qua kiến trúc cùng đám người chắn trên đường,
lao về phía dòng sông ẩn trong hồ Nguyệt Đình. Lực khống chế phong thần vũ dực của hắn ngày càng mạnh mẽ, thứ nhất là dần dần quen thuộc với lực lượng của hổ ma tứ trọng. Quan trọng hơn chính là hắn ngày càng lĩnh ngộ sâu sắc linh quy biến, tâm niệm nhập vi, tất cả thiên phú thần thông của hắn thi triển đều trở nên càng thêm tinh tế. Một chiêu này gia tốc phong thần vũ dực chỉ trong nháy mắt, sẽ càng thêm thực dụng. Cũng là một trong những con át chủ bài quyết định giành được thắng lợi trong trận chiến này, hoặc là năng lực mạnh nhất dùng để chạy trốn. Băng qua dòng sông ngầm sâu thẳm, dọc theo thủy đạo lần đầu tiên dẫn đến Chu Võng Thành, đi thẳng đến cuối, dòng sông hóa thành thác nước phiêu tán. Lý Thanh Sơn trước tiên đảo mắt nhìn một lượt, hắn lập tức trông thấy La Ti Chu Hậu, nàng đang đứng sừng sững trên một tòa tháp nhọn, đỉnh của Chu Võng Thành. La Ti Chu Hậu mặc một chiếc váy dài màu đỏ như lễ phục dạ hội, một bộ quần áo màu đen phẳng phất như quần bó sát bao bọc thân hình của nàng. Nhưng rõ ràng phát ra từng đường cong động lòng người, không chê vào đâu được. Lý Thanh Sơn lần nữa thưởng thức vóc dáng của nàng một chút, đây chính là con át chủ bài mà nàng đã dành hơn nửa năm để chuẩn bị cho mình sao? Tạo ra một chiếc váy bó sát gợi cảm. Không, chắc chắn không chỉ vậy. Bất luận bộ y phục này có lực phòng ngự mạnh cỡ nào cũng không thể khiến cho Linh Quy sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như vậy. Chắc chắn vẫn còn gì đó nữa. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 983, gặp lại. Đôi môi đỏ tươi của La Ti Chu Hậu cũng biến thành màu đen như quần áo, khí chất vẫn lạnh lùng cao quý như trước, nhưng hoàn toàn không còn ác ý thâm trầm của quá khứ nữa. Vẻ mặt của nàng bình tĩnh mà lãnh đạm, chỉ có nhìn vào đôi mắt đen nhánh của nàng mới có thể nhìn ra vẻ khát máu cùng tàn nhẫn. Chỉ cần chạm phải ánh mắt kia một lần thôi là Lý Thanh Sơn liền biết. Đừng trông mong nàng sẽ phạm phải bất kỳ sai lầm chiến thuật nào nữa. Nàng đã trở về là kẻ săn mồi bình tĩnh dệt lưới trời sinh kia rồi. Từng sợi tơ nhện tung hoành đan sen, xuyên qua động quật to lớn, có sợi to lớn như một sợi dây thừng, có sợi lại mảnh khảnh khó mà dùng mắt thường phân biệt. Thoạt nhìn có vẻ lộn xộn, nhưng thưởng thức cẩn thận thì chúng đối xứng lẫn nhau, bù đắp cho nhau, tạo thành một khung mạng nhện hình lập thể, mang theo vẻ đẹp hình học. Cùng lúc đó, La Ti Chu Hậu cũng nhìn Lý Thanh Sơn, nhìn con mồi lớn nhất mà nàng từng gặp. Hắn chỉ nhẹ nhàng đứng ở nơi đó đã toát ra một loại khí phách như hùng sơn liên tiếp, biển rộng mênh mang. Không còn gì để nghi ngờ, hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn trước. Đây rồi, hơn nữa tốc độ phát triển còn nhanh đến kinh ngạc. Đối với yêu quái, thời gian vốn là thứ cực kỳ dễ dàng vượt qua, hắn lại cứ như đang bắt lấy từng phút từng giây để trở nên mạnh mẽ hơn. Thứ khiến nàng càng kinh tâm hơn cả thực lực hiện tại của hắn chính là tốc độ tiến bộ này. Nếu như không thể thừa dịp vũ dực của hắn còn chưa cứng cáp mà bắt hắn, một ngày nào đó, hắn sẽ giống như chim chóc vùng vẫy ra khỏi mạng nhện rồi bay về phía trời cao. Cuối cùng người cũng tới. Lý Thanh Sơn cười nói, nương nó ơi, bộ trang phục này đẹp thật đấy, tin chắc rằng chút nữa khi ta xé rách thứ này thì sẽ càng thú vị hơn nữa. Ta chờ người đấy. La Ti Chu Hậu mỉm cười xinh đẹp sau khi nhện, giống như chim chấm trong truyền thuyết, lộng lẫy mà hàm chứa kịch độc. Ngươi không lo rằng đến khi chúng ta chiến đấu sẽ phá hủy nơi này sao? Đây chính là nơi Dạ Du Nhân đổ bao nhiêu tâm huyết mới xây được cho ngươi đấy. Lý Thanh Sơn chỉ vào Chu Võng Thành phía sau nàng, sau khi Dạ Lưu Tô thống nhất Dạ Du Nhân tộc, đấu trường chuyên dùng để mua vui cho La Ti Chu Hậu cũng trở nên hoang vắng, biến thành một tòa tử thành. Đó chỉ là một món đồ chơi nhàm chán mà thôi. Ngươi còn muốn nói mấy lời vô nghĩa nữa không? Bắc Nguyệt. La Ti Chu Hậu không bao giờ cố gắng hiểu nghệ thuật và tác phẩm điêu khắc của Dạ Du Nhân. Đối với nàng, một tòa thành đẹp đẽ tráng lệ như vậy cũng chẳng khác gì một hang động trống rỗng. Chỉ là tiện cho nàng từ trên cao quan sát đám Dạ Du Nhân tàn sát lẫn nhau. Hơn nữa chỉ cần nàng muốn lại có thể khiến Dạ Du Nhân làm xây thêm 100 tòa thành nữa. Ta tới rồi, ta muốn làm lại. Lý Thanh Sơn nhe răng cười ha hả. Nói một nửa, hắn bỗng nhiên dừng lại, nghĩ đến Tiểu An Đương ẩn nấp trong bóng tối.
e rằng chẳng có kẻ nào có thể đối đãi với Tiểu An đã hóa thành một bộ bạch cốt như đối đãi với một thiếu nữ bình thường, mà hắn lại nghĩ rằng không nên nói lời thô tục trước mặt nàng. Chẳng qua Lý Thanh Sơn sẽ chẳng ngu ngốc tới mức tự chui đầu vào lưới. La Ti Chu Hậu lựa chọn khai chiến với hắn ở nơi này vừa hay hợp với ý của hắn, bởi vì dưới chân hắn chính là điểm cuối của một dòng sông ngầm. Bởi vì quá gần với Chu Võng Thành nên hắn không muốn động tới La Ti Chu Hậu quá sớm, cho nên vẫn không luyện hóa nó. Nhưng lần này đến vốn là vì muốn phân một trận thắng bại với nàng nên đương nhiên hắn cũng không còn băn khoăn chuyện này nữa. Thác nước đột nhiên ngừng đổ xuống, hồng thủy cuồn cuộn không ngừng gầm thét cuồn cuộn ở phía sau Lý Thanh Sơn, mực nước không ngừng dâng cao, cho đến khi tràn ngập toàn bộ động quật. Áp lực mà làn nước ôn hòa gây ra vượt xa tưởng tượng của người bình thường, xung quanh động quật nứt ra, nhưng lại không có một giọt nước nào có thể lướt qua đầu vai Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn khoanh tay, thân ảnh cao ngất sừng sững phảng phất như một con đập ngăn sông, yêu khí. Cuồn cuộn tràn ngập trong dòng sông phía sau hắn, giống như thuần phục dã thú, thuần phục con sông lớn này. Sắc mặt La Ti Chu Hậu dần trở nên nghiêm trọng, nàng biết không thể mặc cho Lý Thanh Sơn tiếp tục tích tụ lực lượng được nữa. Tòa tháp dưới chân nàng ầm ầm sụp đổ, nàng đã vượt qua khoảng cách ngàn trượng, đi tới trước mặt Lý Thanh Sơn, tay phải run lên, một cây roi màu đen vươn ra. Nhờ được nàng tiếp thêm lực lượng cùng yêu khí nên nó bất ngờ sống lại, tựa như một con hắc long vùng vẫy mạnh mẽ, gào thét lao về phía Lý Thanh Sơn. Thế mà nàng lại sử dụng vũ khí. Lý Thanh Sơn nhướng mày, không dám khinh thường. Yêu tu mạnh nhất chính là bản thân nó, với thực lực của La Ti Chu Hậu, uy lực của một chảo một cắn tùy ý cũng đã vượt xa uy lực của pháp khí bình thường. Mà nàng lại từ bỏ việc dùng nanh vuốt cùng chân nhọn trời sinh của mình, bản thân đã nói rõ một số vấn đề, nhìn qua cây roi này hình như cũng được bện từ tơ nhện. Đây cũng là điều rất bình thường, tuy rằng yêu quái có thể dùng yêu khí luyện hóa linh khí pháp khí của nhân loại. Nhưng thường thì những thứ đó sẽ không thích hợp với phương thức chiến đấu của yêu quái, ngược lại còn ảnh hưởng đến khả năng phát huy thực lực của bọn họ. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 984, độc. Yêu ma có trí tuệ cao hơn, đa phần đều sẽ dùng vật liệu của bản thân để chế tạo ra vũ khí thích hợp. Chỉ là không biết vì sao roi này lại giống hệt y phục trên người nàng, đều là màu đen kịt. Theo lý mà nói, chế phẩm được bện từ tơ nhện hẳn là nên có màu trắng tuyết trong suốt mới đúng. Những suy nghĩ này chỉ vừa mới lướt qua, Lý Thanh Sơn rút cầm long xoa ra, phun ra hai dòng nước, quấn quanh bay lên, quấn lấy roi, không mong có thể khắc địch chế thắng, chỉ mong có thể kéo dài thời gian. Dưới sự cảnh báo của Linh Quy, Lý Thanh Sơn không dám khinh thường trận chiến này chút nào. Tuy rằng hắn có Tiểu An làm cường viện, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một loại biện pháp đảm bảo. Còn nếu như đến thời khắc sinh tử thực thụ, Lý Thanh Sơn sẽ không để Tiểu An ra tay. Cho nên vừa đi tới Chu Võng Thành, hắn đã hạ quyết tâm, trước tiên áp dụng thủ thế. Chỉ cần sau khi có thể luyện hóa được con sông lớn này là có thể đưa thủy mạch từ hồ Nguyệt Đình của hắn trực tiếp thông đến nơi này. Chỉ cần có thể thành công là có thể đứng vững vàng ở thế bất bại. Hai dòng nước vừa mới quấn lấy roi màu đen lập tức bị nhuộm thành màu đen kịt, linh khí tan rã, lui trở về. Báo động trong lòng Lý Thanh Sơn reo lớn, Linh Quy Huyền Giáp Tế khởi theo bản năng, kết thành một màn sáng hình bán nguyệt ở trước mặt hắn. Ầm ầm, tựa như một tiếng sấm sét trên mặt đất. Gần như trong khoảnh khắc mà Linh Quy Huyền Giáp vừa mới kết thành, roi của La Ti Chu Hậu đã hung hăng quật lên trên, quầng sáng trước mặt. Lý Thanh Sơn nhất thời xuất hiện một vết nứt thật dài. Hắn vốn không để tâm, tuy rằng hắn có lĩnh ngộ sâu sắc với Linh Quy biến, Linh Quy Huyền Giáp này cũng trở nên kiên cố hơn. Không phải qua quyết là có thể đánh nát, chỉ cần kéo dài thêm một chút, hắn lập tức có thể luyện hóa xong đại hà. Có linh khí cuồn cuộn không ngừng bổ sung, thậm chí có thể cho La Ti Chu Hậu đánh trận địa chiến, tiêu hao chiến. Nhưng một vết nứt kia rõ ràng cũng biến thành màu đen,
hơn nữa còn giống như vật sống không ngừng lan tràn thẩm thấu vào trong linh quy huyền giáp. Trong nháy mắt đã ăn mòn thành một vết nứt, hơn nữa còn đang không ngừng lan rộng. Trên roi có độc, đây là độc tố gì, có thể ăn mòn được cả linh quy huyền giáp. Lý Thanh Sơn biến sắc, linh quy huyền giáp là thần thông phòng ngự mạnh nhất của hắn, có đặc tính ngăn cách tất cả, từng bị lực lượng cường đại đánh tan, nhưng chưa bao giờ bị bất cứ thứ gì ăn mòn. Hắn từng tự mình nếm trải độc tố của La Ti Chu Hậu, nhưng tuyệt đối không hề mãnh liệt như vậy. Nếu không chỉ cần da bị xây xước một chút thì sẽ bị ăn mòn cả nửa người. Làm quen một chút đi Bắc Nguyệt, đây mới là lực lượng thực sự của ta. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng được ta sao? La Ti Chu Hậu gào thét, nụ cười trên mặt vặn vẹo, đó là khoái cảm báo thù. Không thấy nàng có bất kỳ động tác đặc biệt nào. Roi độc vặn vẹo một chút, đâm vào vết nứt trên linh quy huyền giáp. Đây đã không phải là roi bình thường, mà là chân tay nàng kéo giãn ra. Lý Thanh Sơn nào dám để roi độc này đánh đến người, yêu khí tỏa ra khắp người, cầm long xoa trong tay như rắn hai đầu nhanh chóng sống lại, hai cái đầu rắn, miệng rắn há to hung hăng cắn lên roi độc. Đồng thời hắn vận khởi yêu khí, chữa trị cho linh quy huyền giáp, muốn khóa roi độc này lại, nghĩ rằng pháp khí kia đều là tu hành giả trải qua nhiều gian khổ. Dùng vật liệu cực kỳ kiên cố mà chế tạo ra, thêm việc hắn truyền yêu khí vào thì thể nào cũng có thể ngăn cản roi độc này một chốc một lát. Nhưng độc tố màu đen không chút lưu tình mà lan tràn đến cầm long xoa, hai đầu rắn một khắc trước còn uy phong lẫm liệt, ngay lập tức trở nên mỏi mệt, mất đi lực cầm long. Mà yêu khí của Lý Thanh Sơn cũng chỉ có thể ngăn cản độc tố lan tràn được một chút. Một lần giao phong, cầm long xoa hủy. Roi độc tựa như độc long thoát khỏi vây khốn. Một trận cuồng vũ khiến người ta hoa cả mắt, từng bóng đen bao phủ quanh người Lý Thanh Sơn, tràn ngập khí tức tử vong. Chỉ cần bị độc tố này dính vào người một chút thì sẽ phải trả giá cực thảm. Ngược lại, Lý Thanh Sơn tỉnh táo lại, hắn há mồm phun ra một đạo hổ ma suy tức, quấn quýt một chỗ với roi độc, nhưng vừa đụng vào roi độc thì ngay cả gió cũng bị nhiễm đen. Theo lý mà nói thì độc tố chỉ có thể ăn mòn những thứ có thực thể, mà thực cốt chi độc của La Ti Chu Hậu lại có ăn, mòn cả yêu khí cùng linh khí. Cũng may suy tức phong của Lý Thanh Sơn cuồn cuộn không ngừng, cuối cùng cũng thoáng ngăn cản được thế công của roi độc mà La Ti Chu Hậu còn chưa thật sự ra tay. Hổ ma suy tức cùng lắm cũng chỉ có thể ngăn trở roi độc, nhưng tám cái chân nhọn phía sau nàng chắc chắn cũng bôi đầy độc tố như vậy, hắn phải ngăn cản như thế nào đây? Trận chiến này vừa mới bắt đầu, Lý Thanh Sơn liền hiểu được vì sao linh quy yêu đan có cảnh báo kinh mãnh liệt như vậy. Trận chiến này thật sự sẽ có nguy cơ mất mạng. La Ti Chu Hậu là yêu soái, cũng có ba thiên phú thần thông. Lý Thanh Sơn từng thấy được hai cái, một cái là đôi mắt có thể xuyên thủng bất kỳ trở ngại nào, thuận tiện cho việc nàng đuổi giết con mồi. Cái thứ hai là cả người hóa thành màu bạc, cho nàng khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 985 Hổ Ma. Nhưng còn một thiên phú thần thông nữa Lý Thanh Sơn chưa thấy qua bao giờ. Đó cũng là thần thông công kích duy nhất của nàng, chính là thực cốt chi độc này. Đúng vậy, lần giao thủ trước, nàng cũng đã truyền độc tố mãnh liệt vào trong cơ thể Lý Thanh Sơn rất nhiều lần, nhưng hiệu quả lại không lý tưởng. Nhưng đó là bản năng của một con nhện độc, căn bản không được tính là thiên phú thần thông. Đó là vì thần thông này không phải dạng có thể phát huy công hiệu bất cứ lúc nào, mà là phải hao phí lượng lớn yêu khí cùng tinh lực tiến hành tinh luyện độc tố của bản thân. Mà không biết đã bao nhiêu năm nàng không gặp phải địch nhân có thể đánh một trận như này, thế nên ngày thường sao phải đặc biệt thi triển thiên phú thần thông này, tinh luyện ra thực cốt chi độc đáng sợ kia. Không có thần thông công kích duy nhất này, nàng giống như là hổ không có nanh vuốt, tuy rằng lực lượng thể lực vẫn còn, nhưng lại không thi triển được chút lực sát thương nào của nó, thế nên oan uổng mà bại trong tay Lý Thanh Sơn. Hiện tại, đã đến lúc nàng báo thù rửa hận rồi. La Ti Chu Hậu đi tới trước động quật, bắt lấy mép linh quy huyền giáp đã bị nứt, dùng sức xé tan, trong tiếng vang vỡ vụn,
Linh quy huyền giáp tan nát, nàng đi tới trước mặt Lý Thanh Sơn. Tay phải nàng vừa thu lại, vung roi độc thẳng tắp, đáng tan suy tức phong quấn quanh đó, hóa thành một thanh trường thương màu đen. Hơi nghiêng người lại, đặt trường thương ngang trước mặt, chân phải thon dài hơi cong lên, nghiêng người nhìn Lý Thanh Sơn. Cuối cùng Lý Thanh Sơn cũng phát hiện, nếu chỉ dựa vào suy tức phong căn bản không quấn được roi độc trong tay La Ti Chu Hậu. Roi độc khắc nhu khắc cương, lúc mềm mại thì thiên biến vạn hóa, lúc kiên có thì không thể phá hủy, ở trong tay nàng, quả thực giống như dung hợp thành một thể. Lấy Chu Võng Thành hùng tráng làm bối cảnh, dáng người đen nhánh yêu điệu của nàng cao quý tựa như nữ vương của màn đêm, mang theo khí chất túc sát mà Lý Thanh Sơn chưa từng thấy qua. Trong lòng Lý Thanh Sơn dâng lên một cảm giác nguy hiểm cực mãnh liệt, nhưng đồng thời cũng sôi trào hưng phấn, như gió loạn vũ, như lửa thiêu đốt. Nồng đậm hơn tình yêu, mãnh liệt hơn ham muốn. Hắn không khỏi nhếch khóe miệng, nhe răng cười, cuồng tiếu một tiếng, há mồm phun ra. Suy tức phong vốn chỉ to như cánh tay đột nhiên trở nên lớn hơn một vòng, gào thét lao ra. Bắt về phía trước, dường như đã bắt được thứ gì đó nên đột nhiên kéo về. Nham thạch bốn phương tám hướng giống như cơ thể bỗng nhiên nhúc nhích, hung mãnh dồn về phía La Ti Chu Hậu. Suy tức phong rít gào uốn lượn chạm lên người La Ti Chu Hậu, cuồng phong khiến mái tóc dài đen nhánh của nàng tung bay. Quần áo bó sát màu đen của nàng cũng nổi lên nếp gấp, nhưng lại không bị xuyên thấu xé rách. Đất đá gần như sắp chôn vùi La Ti Chu Hậu, chỉ còn lại một con mắt của nàng vẫn đương gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Thanh Sơn. Thân hình nàng bỗng nhiên trở nên mơ hồ, bộ dáng như vẫn đứng chôn ở đấy nhưng cơ thể đã bước về phía trước một bước lớn, tay phải đột nhiên đẩy về phía trước. Đất đá đè ép quanh người nàng hóa thành bụi bặm trong nháy mắt, trường thương tựa như sấm sét dùng thế xuyên hết tất cả mà đâm vào đầu Lý Thanh Sơn. Từ trước đến nay chưa từng có, không thể địch nổi. Nếu như là Lý Thanh Sơn trong quá khứ, một chiêu này cũng đủ để ám sát hắn, không còn cơ hội chạy trốn nào hết. Nhưng bây giờ không còn như xưa, Lý Thanh Sơn đã sớm có chuẩn bị, tất cả những gì đã làm lúc trước chẳng qua là vì muốn kéo dài thời gian. Hắn khẽ hô một tiếng, hai tay hợp lại, linh quy huyền giáp, yêu khí cuồn cuộn ngưng kết quanh thân hiện ra ảo ảnh của linh quy. Ảo ảnh này đương nhiên là giả, thế nhưng linh quy huyền giáp trên lưng linh quy lại là thật. Không còn là một vầng sáng hình lục giác, mà thực sự là hình dạng của mai rùa, cổ xưa, đơn giản, kiên cố. Nó lặng lặng nằm sấp ở nơi đó, cho dù Thái Sơn áp đỉnh, Thương Hải hoành lưu cũng thể lay động. Trong khoảnh khắc trường thương màu đen cùng linh quy huyền giáp va chạm, dưới lòng đất chìm trong màn đêm vĩnh cửu không có ánh sáng chợt phát ra một luồng quang mang cực kỳ rực rỡ. Trong khoảnh khắc giao phong, hai tròng mắt Lý Thanh Sơn đột nhiên trở nên bình tĩnh như nước, thân hình xảo diệu hết cúi lại ngẩng. Tránh được mũi nhọn đâm chính diện của trường thương, để cho thứ này lướt sượt qua quy giáp hình bán nguyệt, đâm vào một khoảng không. Quả nhiên, trên quy giáp cũng nhiễm một tầng đen nhánh. Nếu muốn dựa vào thứ này để tiếp tục thì căn bản là không có khả năng. Nhưng Lý Thanh Sơn cũng chưa bao giờ nghĩ như vậy. Trong phút chốc, ảo ảnh linh quy tản ra, ảo ảnh hổ ma hiện ra, chữ vương màu đen ở trán rõ ràng dễ thấy. Tư thái cúi người của Lý Thanh Sơn rõ ràng là đang tư thế chuẩn bị trước khi đánh chết con mồi của hổ ma. Vào giờ khắc này, trên người hắn không có chút khí tức hung lệ nào, ngược lại trong xích đồng lại có vẻ trầm tĩnh khác lạ. Hắn đương chăm chú nhìn La Ti Chu Hậu trước mặt. Thân thể cao ngất của hắn cong lên, giống như một cái cung lớn bật ra. Mỗi một sợi gân mạch trong cơ thể, mỗi một cơ bắp, đều như dây cung được kéo căng. Một đôi tỳ bà cốt sau lưng đột nhiên vung cao, phong thần vũ rực dựng thẳng lên. Gào, một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 986: Sơ hở. La Ti Chu Hậu cảm giác được một luồng lệ khí ngập trời đang đánh về phía mình. Trong phút chốc, trong đôi mắt đỏ thẫm của Lý Thanh Sơn đã mất hết tình cảm, chỉ còn lại hồng quang khát máu hiếu chiến. Trong phút chốc, hắn kéo ra hai cây xích mang thật dài đánh về phía La Ti Chu Hậu.
Dưới sự ép sát của La Ti Chu Hầu, Lý Thanh Sơn không lùi lại, hiệp lộ Tương Phùng dũng cảm thắng. Roi độc nhanh chóng biến mềm rồi cuốn ngược trở về, cuốn về phía cổ Lý Thanh Sơn, muốn ngăn cản hắn nhào tới nhưng chậm mất một bước. Dưới sự gia tốc trong nháy mắt của phong thần Vũ Dực, dường như ngay cả La Ti Chu Hầu cũng có không phản ứng kịp. Nhưng nàng vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, hai con mắt chớp động luân quang, phát động thiên phú thần thông. Ở trong tầm mắt của nàng, tốc độ nhanh chóng kinh người của Lý Thanh Sơn lập tức chậm lại. Có thể thấy rõ mỗi một sợi xích phát của hắn bay lên, mỗi một chút biến hóa của biểu tình. Bọt nước bám lấy khi hắn nhảy lên từ từ phiêu tán trên không trung, tư thái tấn công của hắn cực kỳ thư giãn, mà lại tràn ngập mỹ cảm mạnh mẽ. Tám cái chân ngọn thật dài bung ra từ phía sau nàng, chân nhọn cũng có màu đen tuyền như roi độc. Không có chút bóng sáng nào, chúng hướng về tám điểm yếu hại như mắt, yết hầu, tâm của Lý Thanh Sơn mà đâm tới. Nhưng ở sâu trong đôi mắt cuồng nhiệt của Lý Thanh Sơn vẫn còn chút thanh tĩnh, suy nghĩ vừa xoay chuyển, bát diện linh quy huyền giáp bay ra, lơ lửng xung quanh hắn, thoáng ngăn cản chân nhọn. Lý Thanh Sơn nhân cơ hội này nắm chảo thành quyền, mãnh liệt đánh về phía La Ti Chu Hầu. Tất cả những điều này đều xảy ra trong chớp mắt, La Ti Chu Hầu giơ tay nắm chặt nắm đấm của hắn. Nhưng dưới sự gia tốc của phong thần Vũ Dực, Lý Thanh Sơn phát huy lực lượng của bản thân đến cực hạn. La Ti Chu Hầu cũng không cách nào ngăn cản được cỗ lực tấn công này, nàng ngửa ra sau, nháy mắt đã để lộ sơ hở. Tay trái Thanh Sơn đánh một quyền đánh vào ngực nàng, ngưu ma chấn động, dầm. La Ti Chu Hầu bay ngược ra sau đó rơi xuống thác nước. Quần áo đen bó sát của nàng bị rách ra, lộ ra đường rãnh ngực thật sâu, cùng với một mảnh màu xám bạc, nàng lại thi triển thiên phú thần thông phòng ngự một lần nữa. Nhưng vẫn để lại một vết nứt nhỏ, chính là do Lý Thanh Sơn ngưng tụ toàn lực để đánh. Người còn đang ở giữa không trung, yêu khí bắt đầu khởi động chữa trị thương thế, da thịt cũng khôi phục vẻ trắng trẻo. Chỗ rách của quần áo bó sát màu đen cũng từng sợi đan xen, tự động khép lại. Tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn, lực phá hoại trở nên mạnh hơn. Nếu không có bộ chiến y này, e rằng sẽ còn bị thương nghiêm trọng hơn nhiều. La Ti Chu Hầu ngửa mặt lên nhìn Lý Thanh Sơn bên cạnh động quật, trong mắt cũng không có vẻ tức giận do bị thương với bị đánh lui, mà là cực kỳ bình tĩnh, tính toán thực lực hiện tại của Lý Thanh Sơn. Từ một quyền này có thể thấy, một kích toàn lực của Lý Thanh Sơn chỉ có thể tạo thành thương tổn cực yếu với nàng, không cần phải quá lo lắng. Nhưng lần này, nàng sẽ không chủ quan vì bất cứ điều gì nữa. Tay phải của nàng còn nắm chặt cây roi dài màu đen, nhẹ nhàng giương lên. Trong khoảnh khắc Lý Thanh Sơn phóng thích hoàn toàn lực lượng mà đánh tới, trong lúc hắn cho rằng đã đánh lui địch. Tuy rằng tinh thần không hề buông lỏng nhưng thân thể cũng khó tránh khỏi lộ ra chút sơ hở, mà hai tròng mắt của nàng có thể giúp nàng nắm chặt hết thảy sơ hở. Lý Thanh Sơn chỉ cảm thấy cổ chân căng thẳng, roi độc đã cuốn lấy kéo hắn xuống dưới thác nước nơi vách núi. Lý Thanh Sơn đạp xuống phía dưới, nham thạch sụp đổ nứt nẻ, đại địa thần lực ban cho hắn lực lượng cường đại khó tin, lập tức chấn định thân hình. Đột nhiên, một cảm giác tê liệt nhanh chóng lan tràn trên cổ chân hắn. Đồng thời loại cảm giác này còn lan ở trên tay, còn lan ra rất nhiều chỗ ở trên người. Rõ ràng ta không bị thương, độc này dữ thật đấy. Một quyền kia là nàng cố ý bị đánh trúng, chính là để cho roi độc có cơ hội quấn lấy ta. Tuy rằng tám chân nhọn đâm thủng linh quy huyền giáp, nhưng tốc độ lao tới của Lý Thanh Sơn lại vô cùng nhanh chóng. Cuối cùng chỉ sượt qua người Lý Thanh Sơn, cũng không thể rạch lên ngưu ma luyện ra, căn bản không tính là bị thương. Nhưng hiện tại, tám vết chảy xước này lại không ngừng trở nên lớn hơn, vô thành vô tức cắn nuốt huyết nhục của Lý Thanh Sơn, trong nháy mắt liền biến thành tám vết thương thảm thiết. Trên nắm đấm mà hắn tiếp xúc với quần áo bó sát của La Ti Chu Hầu, trong nháy mắt đã bị mài đi một tầng da thịt. Lộ ra bộ xương có màu kim loại trong đó, độc tố lại điên cuồng thấm vào trong xương cốt. Linh quy chấn hải, chấn áp độc tố. Yêu khí trong cơ thể Lý Thanh Sơn điên cuồng tuôn ra, trước tiên ngăn chặn độc tố đang lan tràn, muốn diệt trừ loại độc kia, thế nhưng độc kia lại như giỏi.
còn roi độc quấn quanh mắt cá chân lại càng không ngừng phóng thích độc tố. Không giống với cảm giác trúng độc lần trước, lúc này đây hắn không có bất kỳ đau đớn nào, chỉ là mắt cá chân vô thanh vô tức mà nhỏ đi một vòng, hơn nữa còn không ngừng nhỏ xuống. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 987, Không Thể Nào. Loại thay đổi này giống như La Ti Chu Hậu của bây giờ, không còn điên cuồng, quát mắng, nguyền rủa sắc bén, chỉ là yên lặng, lặng lặng, tước đoạt sinh cơ của hắn. Lý Thanh Sơn vung tay như đao, hung hăng chém vào roi độc. Trong đó một cỗ yêu khí kiên cường dẻo dai, lại khiến tay hắn bị bật trở lại. Độ cứng cỏi của roi độc lại vượt xa tưởng tượng của hắn. Đây chính là thành quả sau nửa năm miệt mài bệnh của La Ti Chu Hậu. Mỗi một sợi tơ nhện nàng phun ra còn cứng cỏi hơn cả cốt thép. Mà một cây roi độc này tương đương với 10 vạn sợi tơ nhện, dùng phương thức cực kỳ tinh vi, bện thắt chúng lại cùng với nhau, lại trải qua một hồi luyện chế, trở thành một dạng chỉnh thể. Dưới sự khống chế ý chí của La Ti Chu Hậu, roi độc ngày càng giống như rắn quấn lấy đùi Lý Thanh Sơn, quấn lấy thắt lưng Lý Thanh Sơn, quấn quanh. Thậm chí Lý Thanh Sơn còn không có cảm giác bị trói buộc, bởi vì roi độc đi đến đâu, thân thể hắn bắt đầu tê liệt đến đấy, không có đau đớn, chỉ có hư vô. La Ti Chu Hậu cũng không nhân cơ hội nhào tới, mà vẫn duy trì khoảng cách với Lý Thanh Sơn, nàng lặng lặng quan sát, nắm bắt từng giây từng phút để khôi phục yêu khí cùng thể lực. Sau khi con mồi xa lưới, loài nhện cũng sẽ không lập tức ra tay, mà chờ nó dãy giụa hao hết thể lực, hoàn toàn không còn sự uy hiếp, thì mới chậm rãi hưởng dụng. Hóa ra vẫn quá xem thường nàng. Lý Thanh Sơn vốn nghe nói thực lực của nàng tương đối mạnh trong lớp yêu soái, thế nên hắn bèn cảm thấy hai chữ yêu soái cũng không có gì đặc biệt. Hiện giờ xem ra đúng là hắn đã quá cuồng vọng. Nàng tự mình chứng minh cho hắn thấy sự đáng sợ của một yêu soái côn loại. Có lẽ thiên phú thần thông của nàng không có lộng lẫy phức tạp như vậy. Nhưng trải qua phối hợp đơn giản nhất, hoàn toàn hóa thân thành cỗ máy giết chóc. Linh quy yêu đan phát ra cảnh báo mãnh liệt, cái chết đã từng bước áp sát. Hắn luôn cho rằng có phong thần vũ dực là có thể đào thoát bất cứ lúc nào. Nhưng mà đây đúng là một ảo tưởng nực cười. Sơ suất chút thôi, kết quả cuối cùng là bản thân phải bỏ mạng. Thú vị đấy. Thân hình Lý Thanh Sơn đột nhiên bành trướng lên, hóa thành hình dạng yêu ma chán sắt đầu đồng, sừng châu gót sắt, đuôi hổ vuốt hổ, miệng càng phát ra tiếng gầm rú dữ dội không ngừng vang vọng quanh quẩn trong quật động. Từng đống thạch nhũ rơi từ trên không trung xuống, rơi xuống dòng sông dung nham, khiến dung nham đỏ rực bắn tung tóe. Lý Thanh Sơn phong bế dòng sông, nham thạch nóng chảy đỏ rực đã hoàn toàn chiếm cứ mạng lưới đan sen này. La Ti Chu Hậu nở nụ cười, con mồi càng dãy giụa thì chết càng nhanh, tuyệt đối không thể cậy mạnh là có thể thoát ra khỏi roi độc này của nàng. Nhưng nhớ tới biểu hiện thần kỳ trước sau như một của Lý Thanh Sơn, nàng nắm chặt roi độc, yêu khí cuồn cuộn không ngừng rót vào trong đó, áp chế sự dãy giụa của Lý Thanh Sơn. Trong nháy mắt, thân hình Lý Thanh Sơn đã cao lớn một trượng, chẳng những không thể gồng đứt roi độc, ngược lại roi độc lại gắt gao siết chặt vào trong cơ thể hắn. Dưới sự ăn mòn của độc tố, từng đoạn xương cốt lại lộ ra, biến mất cốt lập. Hắn hoàn toàn không còn dính líu gì với nhân loại nữa, mà đã biến thành một con quái vật hung mãnh đầy vết thương, làm khốn thú chi đấu. Đúng lúc này, nụ cười gằn trên mặt hắn cũng không có biến mất, đau đớn do độc tố ăn mòn chỉ càng kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Hắn dùng một đôi tay to gần như chỉ còn lại xương cốt gắt gao nắm lấy roi độc, lập tức dồn lực kéo thật mạnh. Lại đây cho ta. La Ti Chu Hậu lập tức có phản ứng, nàng giẫm lên một sợi tơ to cỡ cổ tay xuyên qua động quật. Tơ nhện giống như dây cung bị kéo căng đấu sức với Lý Thanh Sơn. Nàng sẽ không tùy tiện xuất kích, nhất định phải đợi đến dây khắc độc tố cắt đứt toàn bộ sinh cơ của hắn thì nàng mới có thể phát ra một kích chí mạng. Lý Thanh Sơn cười hắc hắc, bỗng nhiên buông hai tay ra, La Ti Chu Hậu chỉ cảm thấy tay buông lỏng, bị tơ nhện thật dài bắn về phía sau, trong lòng thầm nghĩ, không ổn rồi. Nhân khoảnh khắc thân thể nàng mất cân bằng, thân hình Lý Thanh Sơn đột nhiên co lại,
khôi phục kích thước người thường, triển khai phong thần vũ rực, và một tiếng đã bay lên trên. Roi độc giống như một con rắn độc xoắn chặt dưới chân hắn. Đối với việc Lý Thanh Sơn thoát thân, Lã Ti Chu Hậu cũng không biểu hiện quá thất vọng, bởi vì hắn đã bị thương nghiêm trọng, nếu không dùng yêu khí trấn áp độc tố thì chỉ còn một con đường chết. Nhưng trước mặt nàng, hắn làm sao có cơ hội làm như vậy cơ chứ? Cũng may ta cũng có chút chuẩn bị. Lý Thanh Sơn cũng hiểu được điều này, khẽ thở ra. Trong ánh mắt khó tin của Lã Ti Chu Hậu, vết thương thảm thiết trên người hắn hồi phục với tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường cũng có thể nhận thấy, mà yêu khí trên người hắn lại không hề tổn hại. Không thể nào, Lã Ti Chu Hậu thất thanh nói. Đừng nói là một yêu tướng, cho dù là yêu soái, nếu như dính phải độc tố của nàng cũng đừng mong có thể hồi phục dễ dàng như thế. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 988, Kính Tượng. Không có gì là không thể hết, người sẽ không bao giờ giết được ta đâu. Bất luận là nanh vuốt của người sắc bén cỡ nào, luyện chế ra độc tố mãnh liệt ra sao, cũng không thể giết chết ta ở nơi này. Mà ta sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng có một ngày chinh phục người dưới thứ gì đó, ha ha ha. Lý Thanh Sơn cười điên cuồng, độc tố trên người không cánh mà bay chỉ còn lưu lại một ít thương thế. Không có độc tố quấy nhiễu, đương nhiên hắn sẽ khôi phục trong nháy mắt. Trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị ép dùng con át chủ bài đầu tiên, nếu không phải còn có chiêu này. Hiện giờ ta cũng chỉ đành thối lui thôi, kính tượng phân thân cũng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Trong đáy hồ nhỏ ở giữa đảo, kính tượng phân, thân của Lý Thanh Sơn cũng khoanh chân ngồi, trên đầu gối đặt thủy nguyệt bàn lấp lánh, phản chiếu bộ dáng của hắn. Bỗng nhiên, từng vết độc tố đen ngòm mãnh liệt xuất hiện trên người hắn, tựa như có một đầu dã thú vô hình đang cắn xé hung hãn. Đợi đến khi ngừng cắn xé, kính tượng phân thân cũng sắp bị nghiền nát, dưới độc tố ăn mòn, dường như sẽ nhanh chóng hoàn toàn vỡ vụn. Dường như Lý Thanh Sơn đã sớm có chuẩn bị, trong bách bảo nang mà kính tượng phân thân mang theo đã chuẩn bị không ít đồ vật như thần dược chữa thương. Linh đan giải độc, hắn vơ lấy rồi nhanh chóng nhét vào mồm mới miễn cưỡng ngăn chặn độc tố. Dựa vào chút thần tính của Linh Quy, Lý Thanh Sơn kích phát năng lực trong thủy nguyệt bàn, mà năng lực này ngay cả Liễu Trường Khanh cũng chưa từng phát hiện ra. Ngoại trừ khả năng dò xét ra, một năng lực khác của thủy nguyệt bản chính là phản chiếu. Lưu lại cái bóng của người nắm giữ trong thủy nguyệt bản, một khi bản thể bị thương tổn, có thể chiếu đến phản chiếu trong nước. Mặc dù khả năng nhận thương tổn có hạn, nhưng trong thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng. Chỉ có thể nói không hổ là khí pháp do cổ tu sĩ luyện chế, năng lực này thật sự cường hãn, hơn nữa còn rất quỷ dị. Vốn dĩ Lã Ti Chu Hậu chỉ cần dùng roi độc quất hắn hai roi đại khái đã đạt tới cực hạn mà phản chiếu có thể thừa nhận. Thế nhưng, Lý Thanh Sơn còn có thần thông kính hoa thủy nguyệt, quả thực chính là thiên tác chi hợp với thủy nguyệt bản này. Khi Lý Thanh Sơn dùng thủy nguyệt bản triệu ra kính tượng phân thân liền biến thành phản chiếu của hắn. Mà kính tượng phân thân có được mấy phần yêu khí của Lý Thanh Sơn, nên năng lực thừa nhận đâu chỉ mạnh hơn phản chiếu trong thủy nguyệt bản này gấp trăm lần. Kết quả là Lý Thanh Sơn bèn di rời toàn bộ độc thương này sang kính tượng phân thân, thế nên mới có cảnh tượng tự chữa quỷ dị này, rõ ràng là có thêm một cái tính mạng. Đương nhiên hắn không ngại dựa vào đó để đả kích lòng tin của Lã Ti Chu Hậu đâu, nhưng không ngờ rằng thế công của Lã Ti Chu Hậu thực sự mạnh như vậy, còn tốt hơn cả tính toán của Lý Thanh Sơn. Sau khi rời hết thương tổn mà Lã Ti Chu Hậu gây ra cho hắn lên kính tượng phân thân, hắn lại dùng yêu khí tiến hành chữa trị cho kính tượng phân thân, rồi dùng thủy thần ấn bổ sung yêu khí. Hình thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, liền trở thành một tiểu cường đánh mãi không chết, nhất định có thể khiến cho Lã Ti Chu Hậu chiến đến tuyệt vọng, quỳ xuống đất kêu đánh đi. Mà hiện tại, tuy rằng đan dược có một ít tác dụng, nhưng cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Cùng lắm chỉ có thể kéo dài thêm một chút thời gian, giúp Lý Thanh Sơn lại san sẻ vài lần thương tổn. Nhưng vào lúc này, Lã Ti Chu Hậu cũng không biết đã xuất hiện ở ngay trung tâm thêm lần nữa từ bao giờ.
cảm giác giao thủ cùng Lý Thanh Sơn lần trước cứ như bất luận đánh bại hắn bao nhiêu lần, hắn đều có thể đứng lên lần. Nữa, một mực kéo dài tiêu hao, cho đến khi nàng sức cùng lực kiệt. Nàng lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi trí não, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thanh Sơn, ta chắc chắn sẽ không thua trận chiến này. Roi độc tựa như độc long loạn vũ, gầm rú gào thét mà ra. Tuy rằng Lý Thanh Sơn hòa được một ván, đả kích sự tự tin của La Ti Chu Hậu, nhưng với hắn nàng vẫn là một đề khó, không thể xuống tay. Nếu để nàng đánh chúng sẽ trúng độc, đánh chúng nàng cũng sẽ trúng độc, lại bị độc vài lần nữa thì kính tượng phân thân chắc chắn sẽ sụp đổ. Độc tố là vật phổ biến, nhưng ở trong tay nàng lại biến thành át chủ bài kiêm đầy đủ cả công lẫn thủ. Mà một khi lại bị roi độc quấn lấy, muốn thoát thân sẽ không còn đơn giản như vậy. Cho nên, lựa chọn của Lý Thanh Sơn là lui về phía sau. Không chút do dự lui về phía sau, lui thẳng vào hồng thủy mãnh liệt phía sau. Khi sự cuồng bạo của hổ ma, sự kiên cố của ngưu ma đều vô dụng, thứ hắn cần là sự ẩn nhẫn của linh quy. Lý Thanh Sơn khoanh chân ngồi trong nước, ngồi xuống giống như lão tăng, trên người hắn lại huyễn hóa ra ảo ảnh linh quy thêm lần nữa. Roi độc tựa như độc long nhập động, quất, đâm kích, quấn quanh, thế công mãnh liệt thiên biến vạn hóa, lợi dụng bất kỳ khoảnh khắc nào. Phảng phất như một trận mưa lớn màu đen, xoắn nát bức lui nước sông, dừng lại trước mặt linh quy huyền giáp. Các bạn đang nghe chuyện Đại Thánh Chuyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 989 Không giống. Ầm ầm, toàn bộ thế giới như đều chấn động, hai mắt Lý Thanh Sơn lại vô cùng yên tĩnh, hắn thầm nói trong lòng, 17. Độc tố màu đen không ngừng ăn mòn tràn lan, nhưng mỗi khi sắp ăn mòn xuyên qua thì Lý Thanh Sơn lại ngưng tụ thêm một tầng linh quy huyền giáp mới ra chắn. Như vậy chắc chắn là vô cùng hao tổn yêu khí. Từ khi khai chiến đến giờ, yêu khí trên người hắn đã bị hao đi đến 3-4 phần. Mà La Ti Chu Hậu đã có kinh nghiệm từ lần giao thủ trước với Lý Thanh Sơn, nàng cực kỳ chú trọng việc bảo trì thể lực cùng yêu khí. Qua mấy lần điều tức cũng không tiêu hao một phần lực nào, chỉ cần cho nàng thêm chút thời gian nữa thôi, nàng sẽ nhanh chóng đạt đến trạng thái trọn vẹn. 13. Lý Thanh Sơn tiếp tục đếm, linh quy huyền giáp bị lột đi từng tầng một. Rất nhanh sẽ tiếp cận đến bản thể của hắn. Sau đó La Ti Chu Hậu vung tay lên, roi độc quấn quanh người Lý Thanh Sơn, tầng cuối cùng mỏng manh của linh quy huyền giáp cũng bị xé rách. Có thể quấn quanh hắn lần nữa, mà lúc này nàng tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội trốn thoát. Lúc Lý Thanh Sơn mới đếm được 7, linh quy huyền giáp ầm ầm bị nghiền nát, roi độc quấn quanh, La Ti Chu Hậu từng bước đến trước mặt hắn, 5 ngón tay vồ về phía thiên linh kia của hắn. Mẹ nó, chẳng giống với kịch bản gì cả. Lý Thanh Sơn thầm oán giận trong lòng một tiếng, tay trái nhấc lên, sau. Khi ngăn được một vồ của La Ti Chu Hậu, tay phải nắm lấy bàn tay đâm vào ngực, vô cùng căng thẳng, lại bị roi độc quấn quanh. Hơn nữa lần này không giống như rắn quấn quanh từng vòng một, mà kết thành từng cái dây thừng, muốn trói chặt Lý Thanh Sơn, ngăn chặn lực lượng của hắn. La Ti Chu Hậu há miệng phun ra một sợi tơ nhện, bắn thẳng vào ót Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cũng phun suy túc phong đánh tan tơ nhện. Mặc dù hổ ma suy tức không đấu lại được roi độc, nhưng với chiêu này thì vẫn còn hữu hiệu. Dường như La Ti Chu Hậu lại chẳng mảy may biết gì hết, nàng phun tơ nhện cuồn cuộn không ngừng. 8 cái chân nhọn phía sau cũng nhảy múa nhưng không đâm về phía Lý Thanh Sơn, mà đang bện tầng tầng lớp lớp tơ nhện đang lũ lượt bay ra, quấn quanh người Lý Thanh Sơn. Tơ nhện dính giáp cứ quấn từng vòng, bọc Lý Thanh Sơn lại như một cái nhộng ve. Mà roi độc còn đang không ngừng siết chặt chút độc tố. Kính tượng phân thân trong hồ Nguyệt Đình ầm ầm tan vỡ, đã đạt tới cực hạn thừa nhận, thủy Nguyệt bàn chìm vào đáy hồ. Từ giờ khắc này trở đi, Lý Thanh Sơn phải tự mình chịu đựng những thương tổn này. Trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn bèn không thể động đậy được, giống như loài côn trùng nhỏ không cẩn thận xông vào mạng nhện. Thời khắc cuối cùng của vận mệnh, nhìn con mồi cuối cùng cũng xa lưới, trong lòng La Ti Chu Hậu cũng buông lỏng, nhưng trên tay không dám dừng lại chút nào, không ngừng tăng độ dày của mạng nhện,
có vẻ rất kiên nhẫn. Nhưng ngay khi Lý Thanh Sơn không thể động đậy, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, hai trong mắt của hắn đã có vẻ bình tĩnh mà tự tin, khiến cho La Ti Chu Hậu thấy chướng mắt vô cùng. Hai ngón tay bằn nhằm đâm vào hai mắt hắn. Nàng hoảng hốt phát hiện, cảnh tượng này dường như rất quen thuộc. Ta muốn tự bạo yêu đan, cùng ngươi đồng quy vu tận. Lý Thanh Sơn nổi giận gầm lên, há miệng phun ra, linh quy yêu đan như quy giáp bay ra, hóa thành một đạo lam quang bắn về phía cửa sau La Ti Chu Hậu. Nhuộm mặt nàng thành một màu xanh biếc, lại nhanh chóng biến thành màu xám bạc, làm ra tư thái phòng ngự. Nói một chút thôi mà, cuối cùng cũng kịp rồi. Thủy thần ấn trong cơ thể Lý Thanh Sơn đột nhiên bừng lên thần quang, lại tăng thêm một đạo thủy văn. Cuối cùng Lý Thanh Sơn cũng khống chế được thủy vực, đẩy đến Chu Võng Thành phía sau La Ti Chu Hậu. Sóng cả mãnh liệt từ dòng sông phía sau Lý Thanh Sơn ảo đến, giống như một con rồng giận dữ gầm thét. Vào giờ khắc này, Lý Thanh Sơn có thể tự do sử dụng lực thủy linh của Hồ Nguyệt Đình, thậm chí là vô số sông hồ ở chỗ này. Hắn cảm giác ý chí của bản thân không ngừng kéo dài ra, cuối cùng kết hợp với mảnh lãnh địa thần vực do hắn quản lý đã lâu. Toàn bộ tư duy đều theo đó mà biến lớn đến khôn cùng. Tuy rằng thân thể hắn còn bị vây hãm trong mạng nhện, nhưng đôi mắt nhìn Chu Hậu La Ti lại thể hiện tư thái nhìn xuống kẻ dưới một cách rõ. Ràng, dòng sông bị Lý Thanh Sơn phong bế kìm hãm dường như cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Nó khát vọng được rít gào, được mãnh liệt lao ra. Ánh mắt Lý Thanh Sơn trở nên trống rỗng, hắn tiến vào trạng thái nhập vi, thúc giục thủy thần ấn, tận lực tập trung toàn bộ lực lượng tại một điểm, đó chính là linh quy yêu đan. Linh quy yêu đan đột nhiên gia tốc, cấp tốc xoay tròn, dưới sự thúc đẩy của dòng nước cuồn cuộn, nó giống như một viên đạn pháo gào thét, bắn ra từ trong nòng pháo. Dựa vào thiên phú thần thông ở đôi mắt, tuy rằng Chu Hậu La Ti đã trông thấy biến hóa lần này, nhưng cũng không bất ngờ là bao, giống như đã nằm trong dự liệu của nàng. Nhưng nàng lại trơ mắt nhìn linh quy yêu đan bắn tới, có cảm giác như không kịp phản ứng, chỉ thấy nàng cầm roi độc lui về phía sau. Vào thời điểm này, nàng cũng không quên đưa theo Lý Thanh Sơn, chỉ cần đưa hắn rời khỏi vùng nước này, hắn chính là con mồi để mặc nàng chém giết. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 990, tự bạo. Nàng nâng cánh tay còn lại lên chắn ở quỹ tích của linh quy yêu đan, chỉ cần ngăn cản qua một chút, thậm chí nàng có thể mượn lực kéo ra khoảng cách xa hơn. Đến lúc đó, bất luận thủy thần của Lý Thanh Sơn có tài cán thế nào cũng chẳng sao cả. Nàng có vô số cách để giết một kẻ thù không thể phản kháng. Cách ứng biến này của Chu Hậu La Ti có thể nói là khá nhanh chóng. Chỉ dựa vào chút suy tính này, có thể thấy nàng hoàn toàn khôi phục bản năng mạnh mẽ của một thợ săn. Nhưng diễn biến của mọi thứ lại không được như nàng dự đoán. Đầu tiên, nàng đã quá xem thường uy lực của một viên linh quy yêu đan này. Có một câu rằng nước chảy đá mòn. Linh quy yêu đan chỉ là một giọt nước thế, nhưng phía sau nó lại sông rộng hồ lớn bao la vô hạn đã đổ tất cả sức mạnh vào trong giọt nước này. Trong khoảnh khắc chạm vào lòng bàn tay nàng thì hơi dừng lại, nó xuyên qua, đập vào ngực nàng. Ánh mắt của Chu Hậu La Ti lộ ra vẻ khó tin, bộ quần áo bó sát màu đen trên ngực nàng bị xé tan tành, da thịt màu xám bạc cũng lõm xuống thật sâu, máu tươi bắn tung tóe. Dầm! Chu Hậu La Ti giống như một quả bóng bị đánh bay, bắn ra thật xa, leng keng. Dưới sự va chạm của nàng, mạng nhện răng đầy trong động quật tựa như dây đàn đứt đoạn. Ngăn cản mấy tầng vẫn mạnh mẽ va chạm vào Chu Võng Thành, đầu tiên là một tòa tháp lâu bị đụng cho tan nát, thế nhưng lực vẫn không giảm. Nàng liên tiếp đụng sập hơn 10 vách tường cùng một cây trụ điện cao lớn mới nặng nề ngã xuống, lúc này đau đớn mới truyền đến. Nàng phun ra một ngụm máu tươi. Lý Thanh Sơn thầm nghĩ thật đáng tiếc, nếu có thể trực tiếp đánh trúng bản thể của nàng thì nhất định có thể tạo ra thương tổn cực lớn, thậm chí có thể trực tiếp xuyên thủng nàng. Nhưng xuyên qua bàn tay của nàng cũng tương đương với việc xuyên qua hai tầng độc y do tơ nhện bện thành, cuối cùng mới đánh trúng nàng.
còn có những tầng mạng nhện đỡ lấy giảm lực mới giúp cho thương thế của nàng giảm xuống mức thấp nhất. Linh quy yêu đan bắn ngược trở về. Lý Thanh Sơn thuận thế nuốt linh quy yêu đan vào, lại phát hiện trên linh quy yêu đan cũng nhiễm một tầng độc tố màu đen. Chẳng qua linh quang chợt lóe đã lập tức giải trừ độc tố. Mặc dù độc tố này của nàng có thể tầm nhiễm linh quy huyền giáp, nhưng lại chẳng có bao nhiêu tác động với linh quy yêu đan này. Mà Lý Thanh Sơn bị roi độc kéo theo, đương nhiên cũng là thân bất do kỷ mà đi vào trong Chu Võng Thành, hắn đánh giá bốn phía một phen. Đây rõ ràng là ở trong tầm cung của nàng, cái giường lớn hắc diệu thạch răng đầy màn trướng kia ở phía trước không xa. Lý Thanh Sơn cười ha hả nói, nương no à, đây xem như chúng ta cùng quay về chốn cũ đấy. Chu Hậu La Ti đứng lên, quần áo bó sát trên ngực không ngừng mắc lại, toan tính khôi phục. Nhưng hiển nhiên không đơn giản như vậy, tốn cả nửa ngày cũng chỉ miễn cưỡng kéo lại cùng một chỗ, khó nén được bộ ngực đầy đặn. Đôi mắt của nàng đã hoàn toàn không còn bất kỳ cảm xúc nào giống con người nữa, đồng tử co lại như hai cây kim. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn, nàng nói với chất giọng khàn khàn sắc bén như dùng móng tay cào vào thủy tinh, tại sao ngươi vẫn chưa chết? Lượng độc tố mà nàng rót vào hắn đủ để đổ sát cả trăm tòa thành. Thế mà hắn còn cười được. Ha ha, ta còn muốn nhìn hải tử của chúng ta ra đời nữa mà. Dưới tầng tầng lớp lớp mạng nhện quấn quanh, rõ ràng trong tay Lý Thanh Sơn đã cầm thanh ẩm chấm đao, chuôi đao như mỏ chim diệc đâm vào trong roi độc, hút độc tố. Chẳng qua sau khi hấp thu độc tố này, ngay cả ẩm chấm đao này cũng bị nhuộm thành màu đen. Linh khí cùng phù văn bên trên cũng nhanh chóng bị ăn mòn sạch sẽ. Bước theo vết xe đổ của Cầm Long Xoa, nhưng lại chậm hơn một chút. Chu Hậu La Ti cảm giác được sự khác thường, quất roi độc trở về, chỉ thấy phía trên roi độc đã hiện ra một màu trắng tinh nguyên bản của tơ nhện, nàng nhướng mày. Mỗi một giọt nọc độc ngưng luyện này không biết đã hao tổn bao nhiêu là thời gian và tinh lực của nàng, vốn chỉ muốn tùy tiện thi triển một phần khiến hắn đau khổ, chỉ không ngờ hắn lại khó chơi như vậy. Ngươi nghe xem. Nơi này sắp bị nước nhấn chìm, nếu người có sát chiêu gì thì vẫn nên mau chóng thi triển đi thôi, nếu không ta sẽ ra tay đấy. Lúc này, tiếng sóng cả mãnh liệt truyền đến từ bốn phương tám hướng, sông lớn chảy xiết lao vào quật động ở Chu Võng Thành, trong khoảnh khắc chạm phải nham thạch nóng chảy thì bốc lên khói trắng cuồn cuộn. Chu Hậu La Ti chợt vung roi độc thẳng tắp, bày ra một động tác cực kỳ quen thuộc với Lý Thanh Sơn, nàng nhắm ngay đầu Lý Thanh Sơn. Ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Nàng cất bước về phía trước, trường thương đột kích giống như một đạo quang mang thẳng. Tóc màu đen, nhắm về phía Lý Thanh Sơn đang không thể nhúc nhích. Nằm mơ đi. Cuồng phong bay lên, phong thần vũ rực tự do giãn ra. Nó cũng không phải là cánh chim thực sự, mà do yêu khí ngưng kết thành. Tuy rằng không thể dùng lực để thoát khỏi tơ nhện quấn quanh, nhưng tơ nhện lại không ngăn cản hắn dùng yêu khí thi triển thiên phú thần thông. Các bạn vừa nghe xong tập 99 của bộ truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Tập 99. Quát mắng, nguyền rủa sắc bén, chỉ là yên lặng, lặng lặng, tước đoạt sinh cơ của hắn. Lý Thanh Sơn vung tay như đao, hung hăng chém vào roi độc. Trong đó một cỗ yêu khí kiên cường dẻo dai lại khiến tay hắn bị bật trở lại. Độ cứng cỏi của roi độc lại vượt xa tưởng tượng của hắn. Đây chính là thành quả sau nửa năm miệt mài bện của La Ti Chu Hậu. Mỗi một sợi tơ nhện nàng phun ra còn cứng cỏi hơn cả cốt thép. Mà một cây roi độc này tương đương với 10 vạn sợi tơ nhện, dùng phương thức cực kỳ tinh vi, bện thắt chúng lại cùng với nhau, lại trải qua một hồi luyện chế, trở thành một dạng chỉnh thể. Dưới sự khống chế ý chí của La Ti Chu Hậu, roi độc ngày càng giống như rắn quấn lấy đùi Lý Thanh Sơn,
quấn lấy thắt lưng Lý Thanh Sơn, quấn quanh. Thậm chí Lý Thanh Sơn còn không có cảm giác bị trói buộc, bởi vì roi độc đi đến đâu, thân thể hắn bắt đầu tê liệt đến đấy, không có đau đớn, chỉ có hư vô. La Ti Chu Hậu cũng không nhân cơ hội nhào tới, mà vẫn duy trì khoảng cách với Lý Thanh Sơn, nàng lặng lặng quan sát, nắm bắt từng giây từng phút để khôi phục yêu khí cùng thể lực. Sau khi con mồi ra lưới, loài nhện cũng sẽ không lập tức ra tay, mà chờ nó dãy giụa hao hết thể lực, hoàn toàn không còn sự uy hiếp, thì mới chậm rãi hưởng dụng. Hóa ra vẫn quá xem thường nàng. Lý Thanh Sơn vốn nghe nói thực lực của nàng tương đối mạnh trong lớp yêu soái, thế nên hắn bèn cảm thấy hai chữ yêu soái cũng không có gì đặc biệt. Hiện giờ xem ra đúng là hắn đã quá cuồng vọng. Nàng tự mình chứng minh cho hắn thấy sự đáng sợ của một yêu soái côn loại. Có lẽ thiên phú thần thông của nàng không có lộng lẫy phức tạp như vậy. Nhưng trải qua phối hợp đơn giản nhất, hoàn toàn hóa thân thành cỗ máy giết chóc. Linh quy yêu đan phát ra cảnh báo mãnh liệt, kia chết đã từng bước áp sát. Hắn luôn cho rằng có phong thần vũ dực là có thể đào thoát bất cứ lúc nào. Nhưng mà đây đúng là một ảo tưởng nực cười. Sơ suất chút thôi, kết quả cuối cùng là bản thân phải bỏ mạng. Thú vị đấy. Thân hình Lý Thanh Sơn đột nhiên bành trướng lên, hóa thành hình dạng yêu ma chán sắt đầu đồng, sừng châu gót sắt. Đuôi hổ vuốt hổ, miệng càng phát ra tiếng gầm rú dữ dội không ngừng vang vọng quanh quẩn trong quật động. Từng đống thạch nhũ rơi từ trên không trung xuống, rơi xuống dòng sông dung nham, khiến dung nham đỏ rực bắn tung tóe. Lý Thanh Sơn phong bế dòng sông, nham thạch nóng chảy đỏ rực đã hoàn toàn chiếm cứ mạng lưới đan sen này. La Ti Chu Hậu nở nụ cười, con mồi càng dãy giụa thì chết càng nhanh, tuyệt đối không thể cậy mạnh là có thể thoát ra khỏi roi độc này của nàng. Nhưng nhớ tới biểu hiện thần kỳ trước sau như một của Lý Thanh Sơn, nàng nắm chặt roi độc, yêu khí cuồn cuộn không ngừng rót vào trong đó, áp chế sự dãy giụa của Lý Thanh Sơn. Trong nháy mắt, thân hình Lý Thanh Sơn đã cao lớn một trượng, chẳng những không thể gồng đứt roi độc, ngược lại roi. Độc lại gắt gao siết chặt vào trong cơ thể hắn, dưới sự ăn mòn của độc tố, từng đoạn xương cốt lại lộ ra, biến mất cốt lập. Hắn hoàn toàn không còn dính líu gì với nhân loại nữa, mà đã biến thành một con quái vật hung mãnh đầy vết thương, làm khốn thú chi đấu. Đúng lúc này, nụ cười gằn trên mặt hắn cũng không có biến mất. Đau đớn do độc tố ăn mòn chỉ càng kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Hắn dùng một đôi tay to gần như chỉ còn lại xương cốt gắt gao nắm lấy roi độc, lập tức dồn lực kéo thật mạnh. Lại đây cho ta. La Ti Chu Hậu lập tức có phản ứng, nàng giẫm lên một sợi tơ to cỡ cổ tay xuyên qua động quật. Tơ nhện giống như dây cung bị kéo căng đấu sức với Lý Thanh Sơn. Nàng sẽ không tùy tiện xuất kích. Nhất định phải đợi đến giây khắc độc tố cắt đứt toàn bộ sinh cơ của hắn thì nàng mới có thể phát ra một kích chí mạng. Lý Thanh Sơn cười hắc hắc, bỗng nhiên buông hai tay ra. La Ti Chu Hậu chỉ cảm thấy tay buông lỏng, bị tơ nhện thật dài bắn về phía sau, trong lòng thầm nghĩ, không ổn rồi. Nhân khoảnh khắc thân thể nàng mất cân bằng, thân hình Lý Thanh Sơn đột nhiên co lại, khôi phục kích thước người thường, triển khai phong thần vũ dực, vèo một tiếng đã bay lên trên. Roi độc giống như một con rắn độc xoắn chặt dưới chân hắn. Đối với việc Lý Thanh Sơn thoát thân, La Ti Chu Hậu cũng không biểu hiện quá thất vọng, bởi vì hắn đã bị thương nghiêm trọng, nếu không dùng yêu khí chấn áp độc tố thì chỉ còn một con đường chết. Nhưng trước mặt nàng, hắn làm sao có cơ hội làm như vậy cơ chứ? Cũng may ta cũng có chút chuẩn bị. Lý Thanh Sơn cũng hiểu được điều này, khẽ thở ra. Trong ánh mắt khó tin của La Ti Chu Hậu, vết thương thảm thiết trên người hắn hồi phục với tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường cũng có thể nhận thấy, mà yêu khí trên người hắn lại không hề tổn hại. Không thể nào, La Ti Chu Hậu thất thanh nói. Đừng nói là một yêu tướng, cho dù là yêu soái, nếu như dính phải độc tố của nàng cũng đừng mong có thể hồi phục dễ dàng như thế. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 988, Kính Tượng. Không có gì là không thể hết, người sẽ không bao giờ giết được ta đâu. Bất luận là nanh vuốt của người sắc bén cỡ nào, luyện chế ra độc tố mãnh liệt ra sao, cũng không thể giết chết ta ở nơi này.
mà ta sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng có một ngày, chinh phục người dưới thứ gì đó. Ha ha ha. Lý Thanh Sơn cười điên cuồng, độc tố trên người không cánh mà bay chỉ còn lưu lại một ít thương thế. Không có độc tố quấy nhiễu, đương nhiên hắn sẽ khôi phục trong nháy mắt. Trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị ép dùng con át chủ bài đầu tiên, nếu không phải còn có chiêu này. Hiện giờ ta cũng chỉ đành thối lui thôi, kính tượng phân thân cũng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Trong đáy hồ nhỏ ở giữa đảo, kính tượng phân nữa, một mực kéo dài tiêu hao, cho đến khi nàng sức cùng lực kiệt. Nàng lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi trí não, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thanh Sơn, ta chắc chắn sẽ không thua trận chiến này. Roi độc tựa như độc long loạn vũ, gầm rú gào thét mà ra. Tuy rằng Lý Thanh Sơn hòa được một ván, đả kích sự tự tin của La Ti Chu Hậu, nhưng với hắn nàng vẫn là một đề khó, không thể xuống tay. Nếu để nàng đánh trúng sẽ trúng độc, đánh trúng nàng cũng sẽ trúng độc, lại bị độc vài lần nữa thì kính tượng phân thân chắc chắn sẽ sụp đổ. Độc tố là vật phổ biến, nhưng ở trong tay nàng lại biến thành át chủ bài kiêm đầy đủ cả công lẫn thủ. Mà một khi lại bị roi độc quấn lấy, muốn thoát thân sẽ không còn đơn giản như vậy. Cho nên, lựa chọn của Lý Thanh Sơn là lui về phía sau. Không chút do dự lui về phía sau, lui thẳng vào hồng thủy mãnh liệt phía sau. Khi sự cuồng bạo của hổ ma, sự kiên cố của ngưu ma đều vô dụng, thứ hắn cần là sự ẩn nhẫn của linh quy. Lý Thanh Sơn khoanh chân ngồi trong nước, ngồi xuống giống như lão tăng, trên người hắn lại huyễn hóa ra ảo ảnh linh quy thêm lần nữa. Roi độc tựa như độc long nhập động, quất, đâm kích, quấn quanh, thế công mãnh liệt thiên biến vạn hóa, lợi dụng bất kỳ khoảnh khắc nào. Phảng phất như một trận mưa lớn màu đen, xoắn nát bức lui nước sông, dừng lại trước mặt linh quy huyền giáp. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 989, không giống. Ầm ầm, toàn bộ thế giới như đều chấn động, hai mắt Lý Thanh Sơn lại vô cùng yên tĩnh, hắn thầm nói trong lòng, 17. Độc tố màu đen không ngừng ăn mòn tràn lan, nhưng mỗi khi sắp ăn mòn xuyên qua thì Lý Thanh Sơn lại ngưng tụ thêm một tầng linh quy huyền giáp mới ra chắn. Như vậy chắc chắn là vô cùng hao tổn yêu khí, từ khi khai chiến đến giờ, yêu khí trên người hắn đã bị hao đi đến 3-4 phần. Mà La Ti Chu Hậu đã có kinh nghiệm từ lần giao thủ trước với Lý Thanh Sơn, nàng cực kỳ chú trọng việc bảo trì thể lực cùng yêu khí. Qua mấy lần điều tức cũng không tiêu hao một phần lực nào, chỉ cần cho nàng thêm chút thời gian nữa thôi, nàng sẽ nhanh chóng đạt đến trạng thái trọn vẹn. 13. Lý Thanh Sơn tiếp tục đếm, linh quy huyền giáp bị lột đi từng tầng một, rất nhanh sẽ tiếp cận đến bản thể của hắn. Sau đó La Ti Chu Hậu vung tay lên, roi độc quấn quanh người Lý Thanh Sơn, tầng cuối cùng mỏng manh của linh quy huyền giáp cũng bị xé rách. Có thể quấn quanh hắn lần nữa, mà lúc này nàng tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội trốn thoát. Lúc Lý Thanh Sơn mới đếm được 7, linh quy huyền giáp ầm ầm bị nghiền nát, roi độc quấn quanh, La Ti Chu Hậu từng bước đến trước mặt hắn, 5 ngón tay vồ về phía thiên linh kia của hắn. Mẹ nó, chẳng giống với kịch bản gì cả. Lý Thanh Sơn thầm oán giận trong lòng một tiếng, tay trái nhấc lên, sau. Khi ngăn được một vồ của La Ti Chu Hậu, tay phải nắm lấy bàn tay đâm vào ngực, vô cùng căng thẳng, lại bị roi độc quấn quanh. Hơn nữa lần này không giống như rắn quấn quanh từng vòng một, mà kết thành từng cái dây thừng, muốn trói chặt Lý Thanh Sơn, ngăn chặn lực lượng của hắn. La Ti Chu Hậu há miệng phun ra một sợi tơ nhện, bắn thẳng vào ót Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cũng phun suy túc phong đánh tan tơ nhện. Mặc dù hổ ma suy tức không đấu lại được roi độc, nhưng với chiêu này thì vẫn còn hữu hiệu. Dường như La Ti Chu Hậu lại chẳng mảy may biết gì hết, nàng phun tơ nhện cuồn cuộn không ngừng. 8 cái chân nhọn phía sau cũng nhảy múa nhưng không đâm về phía Lý Thanh Sơn, mà đang bện tầng tầng lớp lớp tơ nhện đang lũ lượt bay ra, quấn quanh người Lý Thanh Sơn. Tơ nhện dính giáp cứ quấn từng vòng, bọc Lý Thanh Sơn lại như một cái nhộng ve. Mà roi độc còn đang không ngừng siết chặt chút độc tố. Kính tượng phân thân trong hồ Nguyệt Đình ầm ầm tan vỡ, đã đạt tới cực hạn thừa nhận,
Thủy Nguyệt Bàn chìm vào đáy hồ. Từ giờ khắc này trở đi, Lý Thanh Sơn phải tự mình chịu đựng những thương tổn này. Trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn bèn không thể động đậy được, giống như loài côn trùng nhỏ không cẩn thận xông vào mạng nhện, thời khắc cuối cùng của vận mệnh. Nhìn con mồi cuối cùng cũng xa lưới, trong lòng La Ti Chu Hậu cũng buông lòng, nhưng trên tay không dám dừng lại chút nào, không ngừng tăng độ dày của mạng nhện, có vẻ rất kiên nhẫn. Nhưng ngay khi Lý Thanh Sơn không thể động đậy, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, hai trong mắt của hắn đã có vẻ bình tĩnh mà tự tin khiến cho La Ti Chu Hậu thấy chướng mắt vô cùng, hai ngón tay bằn nhằm đâm vào hai mắt hắn. Nàng hoảng hốt phát hiện, cảnh tượng này dường như rất quen thuộc. Ta muốn tự bạo yêu đan, cùng ngươi đồng quy vu tận. Lý Thanh Sơn nổi giận gầm lên há miệng phun ra, linh quy yêu đan như quy giáp bay ra, hóa thành một đạo lam quang bắn về phía cửa sau La Ti Chu Hậu. Nhuộm mặt nàng thành một màu xanh biếc, lại nhanh chóng biến thành màu xám bạc, làm ra tư thái phòng ngự. Nói một chút thôi mà, cuối cùng cũng kịp rồi. Thủy thần ấn trong cơ thể Lý Thanh Sơn đột nhiên bừng lên thần quang, lại tăng thêm một đạo thủy văn. Cuối cùng Lý Thanh Sơn cũng khống chế được thủy vực, đẩy đến Chu Võng Thành phía sau La Ti Chu Hậu. Sóng cả mãnh liệt từ dòng sông phía sau Lý Thanh Sơn ảo đến, giống như một con rồng giận dữ gầm thét. Vào giờ khắc này, Lý Thanh Sơn có thể tự do sử dụng lực thủy linh của Hồ Nguyệt Đình, thậm chí là vô số sông hồ ở chỗ này. Hắn cảm giác ý chí của bản thân không ngừng kéo dài ra, cuối cùng kết hợp với mảnh lãnh địa thần vực do hắn quản lý đã lâu. Toàn bộ tư duy đều theo đó mà biến lớn đến khôn cùng. Tuy rằng thân thể hắn còn bị vây hãm trong mạng nhện, nhưng đôi mắt nhìn Chu Hậu La Ti lại thể hiện tư thái nhìn xuống kẻ dưới một cách rõ. Với việc xuyên qua hai tầng độc y do tơ nhện bện thành, cuối cùng mới đánh trúng nàng. Còn có những tầng mạng nhện đỡ lấy giảm lực mới giúp cho thương thế của nàng giảm xuống mức thấp nhất. Linh quy yêu đan bắn ngược trở về. Lý Thanh Sơn thuận thế nuốt linh quy yêu đan vào, lại phát hiện trên linh quy yêu đan cũng nhiễm một tầng độc tố màu đen. Chẳng qua linh quang chợt lóe đã lập tức giải trừ độc tố. Mặc dù độc tố này của nàng có thể tầm nhiễm linh quy huyền giáp, nhưng lại chẳng có bao nhiêu tác động với linh quy yêu đan này. Mà Lý Thanh Sơn bị roi độc kéo theo, đương nhiên cũng là thân bất do kỷ mà đi vào trong Chu Võng Thành, hắn đánh giá bốn phía một phen. Đây rõ ràng là ở trong tầm cung của nàng, cái giường lớn hắc diệu thạch răng đầy màn trướng kia ở phía trước không xa. Lý Thanh Sơn cười ha hả nói, nương nó à, đây xem như chúng ta cùng quay về chốn cũ đấy. Chu Hậu La Ti đứng lên, quần áo bó sát trên ngực không ngừng mắc lại, toan tính khôi phục. Nhưng hiển nhiên không đơn giản như vậy, tốn cả nửa ngày cũng chỉ miễn cưỡng kéo lại cùng một chỗ, khó nén được bộ ngực đầy đặn. Đôi mắt của nàng đã hoàn toàn không còn bất kỳ cảm xúc nào giống con người nữa, đồng tử co lại như hai cây kim. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn, nàng nói với chất giọng khàn khàn sắc bén như dùng móng tay cào vào thủy tinh, tại sao ngươi vẫn chưa chết? Lượng độc tố mà nàng rót vào hắn đủ để đổ sát cả trăm tòa thành. Thế mà hắn còn cười được. Ha ha, ta còn muốn nhìn hải tử của chúng ta ra đời nữa mà. Dưới tầng tầng lớp lớp mạng nhện quấn quanh, rõ ràng trong tay Lý Thanh Sơn đã cầm thanh ẩm chấm đao, chuôi đao như mỏ chim diệc đâm vào trong roi độc, hút độc tố. Chẳng qua sau khi hấp thu độc tố này, ngay cả ẩm chấm đao này cũng bị nhuộm thành màu đen. Linh khí cùng phù văn bên trên cũng nhanh chóng bị ăn mòn sạch sẽ. Bước theo vết xe đổ của Cầm Long Xoa, nhưng lại chậm hơn một chút. Chu Hậu La Ti cảm giác được sự khác thường, quất roi độc trở về, chỉ thấy phía trên roi độc đã hiện ra một màu trắng tinh nguyên bản của tơ nhện, nàng nhíu mày. Mỗi một giọt nọc độc ngưng luyện này không biết đã hao tổn bao nhiêu là thời gian và tinh lực của nàng, vốn chỉ muốn tùy tiện thi triển một phần khiến hắn đau khổ, chỉ không ngờ hắn lại khó chơi như vậy. Người nghe xem. Nơi này sắp bị nước nhấn chìm, nếu người có sát chiêu gì thì vẫn nên mau chóng thi triển đi thôi, nếu không ta sẽ ra tay đấy. Lúc này, tiếng sóng cả mãnh liệt truyền đến từ bốn phương tám hướng, sông lớn chảy xiết lao vào quật động ở Chu Võng Thành, trong khoảnh khắc chạm phải nham thạch nóng chảy thì bốc lên khói trắng cuồn cuộn. Chu Hậu La Ti chợt vung roi độc thẳng tắp, bày ra một động tác cực kỳ quen thuộc với Lý Thanh Sơn, nàng nhắm ngay đầu Lý Thanh Sơn.
ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Nàng cất bước về phía trước, trường thương đột kích giống như một đạo quang mang thẳng. Ràng, dòng sông bị Lý Thanh Sơn phong bế kìm hãm dường như cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Nó khát vọng được rít gào, được mãnh liệt lao ra. Ánh mắt Lý Thanh Sơn trở nên trống rỗng, hắn tiến vào trạng thái nhập vi, thúc dục thủy thần ấn, tận lực tập trung toàn bộ lực lượng tại một điểm, đó chính là Linh Quy Yêu Đan. Linh Quy Yêu Đan đột nhiên gia tốc, cấp tốc xoay tròn, dưới sự thúc đẩy của dòng nước cuồn cuộn, nó giống như một viên đạn pháo gào thét, bắn ra từ trong nòng pháo. Dựa vào thiên phú thần thông ở đôi mắt, tuy rằng Chu Hậu La Ti đã trông thấy biến hóa lần này, nhưng cũng không bất ngờ là bao, giống như đã nằm trong dự liệu của nàng. Nhưng nàng lại trơ mắt nhìn Linh Quy Yêu Đan bắn tới, có cảm giác như không kịp phản ứng, chỉ thấy nàng cầm roi độc lui về phía sau. Vào thời điểm này, nàng cũng không quên đưa theo Lý Thanh Sơn, chỉ cần đưa hắn rời khỏi vùng nước này, hắn chính là con mồi để mặc nàng chém giết. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 990, Tự Bạo. Nàng nâng cánh tay còn lại lên chắn ở quỹ tích của Linh Quy Yêu Đan, chỉ cần ngăn cản qua một chút, thậm chí nàng có thể mượn lực kéo ra khoảng cách xa hơn. Đến lúc đó, bất luận thủy thần của Lý Thanh Sơn có tài cán thế nào cũng chẳng sao cả. Nàng có vô số cách để giết một kẻ thù không thể phản kháng. Cách ứng biến này của Chu Hậu La Ti có thể nói là khá nhanh chóng. Chỉ dựa vào chút suy tính này, có thể thấy nàng hoàn toàn khôi phục bản năng mạnh mẽ của một thợ săn. Nhưng diễn biến của mọi thứ lại không được như nàng dự đoán. Đầu tiên, nàng đã quá xem thường uy lực của một viên Linh Quy Yêu Đan này. Có một câu rằng nước chảy đá mòn, Linh Quy Yêu Đan chỉ là một giọt nước thế nhưng phía sau nó lại sông rộng hồ lớn bao la vô hạn đã đổ tất cả sức mạnh vào trong giọt nước này. Trong khoảnh khắc chạm vào lòng bàn tay nàng thì hơi dừng lại, nó xuyên qua, đập vào ngực nàng. Ánh mắt của Chu Hậu La Ti lộ ra vẻ khó tin, bộ quần áo bó sát màu đen trên ngực nàng bị xé tan tành, da thịt màu xám bạc cũng lõm xuống thật sâu, máu tươi bắn tung tóe. Dầm! Chu Hậu La Ti giống như một quả bóng bị đánh bay, bắn ra thật xa, leng keng. Dưới sự va chạm của nàng, mạng nhện răng đầy trong động quật tựa như dây đàn đứt đoạn. Ngăn cản mấy tầng vẫn mạnh mẽ va chạm vào Chu Võng Thành, đầu tiên là một tòa tháp lâu bị đụng cho tan nát, thế nhưng lực vẫn không giảm. Nàng liên tiếp đụng sập hơn 10 vách tường cùng một cây trụ điện cao lớn mới nặng nề ngã xuống, lúc này đau đớn mới truyền đến. Nàng phun ra một ngụm máu tươi. Lý Thanh Sơn thầm nghĩ thật đáng tiếc, nếu có thể trực tiếp đánh trúng bản thể của nàng thì nhất định có thể tạo ra thương tổn cực lớn. Thậm chí có thể trực tiếp xuyên thủng nàng, nhưng xuyên qua bàn tay của nàng cũng tương đương. Tóc màu đen, nhắm về phía Lý Thanh Sơn đang không thể nhúc nhích. Nằm mơ đi, cuồng phong bay lên, phong thần vũ rực tự do giãn ra. Nó cũng không phải là cánh chim thực sự, mà do yêu khí ngưng kết thành, tuy rằng không thể dùng lực để thoát khỏi tơ nhện quấn quanh. Nhưng tơ nhện lại không ngăn cản hắn dùng yêu khí, thi triển thiên phú thần thông. Các bạn vừa nghe xong tập 99 của bộ truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn. Lại có vẻ trầm tĩnh khác lạ, hắn đương chăm chú nhìn La Ti Chu Hậu trước mặt. Thân thể cao ngất của hắn cong lên, giống như một cái cung lớn bật ra, mỗi một sợi gân mạch trong cơ thể, mỗi một cơ bắp, đều như dây cung được kéo căng. Một đôi tỳ bà cốt sau lưng đột nhiên vung cao, phong thần vũ rực dựng thẳng lên. Gào, một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com.
chương 986, sơ hở. La Ti Chu Hậu cảm giác được một luồng lệ khí ngập trời đang đánh về phía mình. Trong phút chốc, trong đôi mắt đỏ thẫm của Lý Thanh Sơn đã mất hết tình cảm, chỉ còn lại hồng quang khát máu hiếu chiến. Trong phút chốc, hắn kéo ra hai cây xích mang thật dài đánh về phía La Ti Chu Hậu. Dưới sự ép sát của La Ti Chu Hậu, Lý Thanh Sơn không lùi lại, hiệp lộ tương phùng dũng cảm thắng. Roi độc nhanh chóng biến mềm rồi cuốn ngược trở về, cuốn về phía cổ Lý Thanh Sơn, muốn ngăn cản hắn nhào tới nhưng chậm mất một bước. Dưới sự gia tốc trong nháy mắt của phong thần vũ dực, dường như ngay cả La Ti Chu Hậu cũng có không phản ứng kịp. Nhưng nàng vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, hai con mắt chớp động luân quang, phát động thiên phú thần thông. Ở trong tầm mắt của nàng, tốc độ nhanh chóng kinh người của Lý Thanh Sơn lập tức chậm lại. Có thể thấy rõ mỗi một sợi xích phát của hắn bay lên, mỗi một chút biến hóa của biểu tình. Bọt nước bám lấy khi hắn nhảy lên từ từ phiêu tán trên không trung, tư thái tấn công của hắn cực kỳ thư giãn, mà lại tràn ngập mỹ cảm mạnh mẽ. Tám cái chân ngọn thật dài bung ra từ phía sau nàng, chân nhọn cũng có màu đen tuyền như roi độc. Không có chút bóng sáng nào, chúng hướng về tám điểm yếu hại như mắt, yết hầu, tâm của Lý Thanh Sơn mà đâm tới. Nhưng ở sâu trong đôi mắt cuồng nhiệt của Lý Thanh Sơn vẫn còn chút thanh tĩnh, suy nghĩ vừa xoay chuyển, bát diện linh quy huyền giáp bay ra, lơ lửng xung quanh hắn, thoáng ngăn cản chân nhọn. Lý Thanh Sơn nhân cơ hội này nắm chảo thành quyền, mãnh liệt đánh về phía La Ti Chu Hậu. Tất cả những điều này đều xảy ra trong chớp mắt, La Ti Chu Hậu giơ tay nắm chặt nắm đấm của hắn. Nhưng dưới sự gia tốc của phong thần vũ dực, Lý Thanh Sơn phát huy lực lượng của bản thân đến cực hạn. La Ti Chu Hậu cũng không cách nào ngăn cản được cỗ lực tấn công này. Nàng ngửa ra sau, nháy mắt đã để lộ sơ hở. Tay trái Thanh Sơn đánh một quyền đánh vào ngực nàng. Ngưu ma chấn động. Dầm. La Ti Chu Hậu bay ngược ra sau đó rơi xuống thác nước. Quần áo đen bó sát của nàng bị rách ra, lộ ra đường rãnh ngực thật sâu, cùng với một mảnh màu xám bạc. Nàng lại thi triển thiên phú thần thông phòng ngự một lần nữa, nhưng vẫn để lại một vết nứt nhỏ, chính là do Lý Thanh Sơn ngưng tụ toàn lực để đánh. Người còn đang ở giữa không trung, yêu khí bắt đầu khởi động chữa trị thương thế, da thịt cũng khôi phục vẻ trắng trẻo. Chỗ rách của quần áo bó sát màu đen cũng từng sợi đan xen, tự động khép lại. Tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn, lực phá hoại trở nên mạnh hơn, nếu không có bộ chiến y này, e rằng sẽ còn bị thương nghiêm trọng hơn nhiều. La Ti Chu Hậu ngửa mặt lên nhìn Lý Thanh Sơn bên cạnh động quật, trong mắt cũng không có vẻ tức giận do bị thương với bị đánh lui, mà là cực kỳ bình tĩnh, tính toán thực lực hiện tại của Lý Thanh Sơn. Từ một quyền này có thể thấy, một kích toàn lực của Lý Thanh Sơn chỉ có thể tạo thành thương tổn cực yếu với nàng, không cần phải quá lo lắng. Nhưng lần này, nàng sẽ không chủ quan vì bất cứ điều gì nữa. Tay phải của nàng còn nắm chặt cây roi dài màu đen, nhẹ nhàng giương lên. Trong khoảnh khắc Lý Thanh Sơn phóng thích hoàn toàn lực lượng mà đánh tới, trong lúc hắn cho rằng đã đánh lui địch. Tuy rằng tinh thần không hề buông lỏng nhưng thân thể cũng khó tránh khỏi lộ ra chút sơ hở, mà hai tròng mắt của nàng có thể giúp nàng nắm chặt hết thảy sơ hở. Lý Thanh Sơn chỉ cảm thấy cổ chân căng thẳng, roi độc đã cuốn lấy kéo hắn xuống dưới thác nước nơi vách núi. Lý Thanh Sơn đạp xuống phía dưới, nham thạch sụp đổ nứt nẻ, đại địa thần lực ban cho hắn lực lượng cường đại khó tin, lập tức chấn định thân hình. Đột nhiên, một cảm giác tê liệt nhanh chóng lan tràn trên cổ chân hắn. Đồng thời loại cảm giác này còn lan ở trên tay, còn lan ra rất nhiều chỗ ở trên người. Rõ ràng ta không bị thương, độc này dữ thật đấy. Một quyền kia là nàng cố ý bị đánh trúng, chính là để cho roi độc có cơ hội quấn lấy ta. Tuy rằng tám chân nhọn đâm thủng linh quy huyền giáp, nhưng tốc độ lao tới của Lý Thanh Sơn lại vô cùng nhanh chóng. Cuối cùng chỉ sượt qua người Lý Thanh Sơn, cũng không thể rạch lên ngưu ma luyện ra, căn bản không tính là bị thương. Nhưng hiện tại, tám vết chảy xước này lại không ngừng trở nên lớn hơn, vô thành vô tức cắn nuốt huyết nhục của Lý Thanh Sơn, trong nháy mắt liền biến thành tám vết thương thảm thiết. Trên nắm đấm mà hắn tiếp xúc với quần áo bó sát của La Ti Chu Hậu, trong nháy mắt đã bị mài đi một tầng da thịt.
lộ ra bộ xương có màu kim loại trong đó. Độc tố lại điên cuồng thấm vào trong xương cốt. Linh quy trấn hải, trấn áp độc tố. Yêu khí trong cơ thể Lý Thanh Sơn điên cuồng tuôn ra. Trước tiên ngăn chặn độc tố đang lan tràn, muốn diệt trừ loại độc kia. Thế nhưng độc kia lại như giỏi. Còn roi độc quấn quanh mắt cá chân lại càng không ngừng phóng thích độc tố. Không giống với cảm giác trúng độc lần trước, lúc này đây hắn không có bất kỳ đau đớn nào. Chỉ là mắt cá chân vô thanh vô tức mà nhỏ đi một vòng, hơn nữa còn không ngừng nhỏ xuống. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 987 Không thể nào. Loại thay đổi này giống như La Ti Chu Hậu của bây giờ, không còn điên cuồng. Thân của Lý Thanh Sơn cũng khoanh chân ngồi, trên đầu gối đặt thủy nguyệt bàn lấp lánh, phản chiếu bộ dáng của hắn. Bỗng nhiên, từng vết độc tố đen ngòm mãnh liệt xuất hiện trên người hắn, tựa như có một đầu dã thú vô hình đang cắn xé hung hãn. Đợi đến khi ngừng cắn xé, kính tượng phân thân cũng sắp bị nghiền nát. Dưới độc tố ăn mòn, dường như sẽ nhanh chóng hoàn toàn vỡ vụn. Dường như Lý Thanh Sơn đã sớm có chuẩn bị, trong bách bảo nang mà kính tượng phân thân mang theo đã chuẩn bị không ít đồ vật như thần dược chữa thương. Linh đan giải độc, hắn vơ lấy rồi nhanh chóng nhét vào mồm mới miễn cưỡng ngăn chặn độc tố. Dựa vào chút thần tính của Linh Quy, Lý Thanh Sơn kích phát năng lực trong thủy nguyệt bàn. Mà năng lực này ngay cả Liễu Trường Khanh cũng chưa từng phát hiện ra. Ngoại trừ khả năng dò xét ra, một năng lực khác của Thủy Nguyệt Bản chính là phản chiếu. Lưu lại cái bóng của người nắm giữ trong Thủy Nguyệt Bản, một khi bản thể bị thương tổn, có thể chiếu đến phản chiếu trong nước. Mặc dù khả năng nhận thương tổn có hạn, nhưng trong thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng. Chỉ có thể nói không hổ là khí pháp do cổ tu sĩ luyện chế. Năng lực này thật sự cường hãn, hơn nữa còn rất quỷ dị. Vốn dĩ La Ti Chu Hậu chỉ cần dùng roi độc quất hắn hai roi đại khái đã đạt tới cực hạn mà phản chiếu có thể thừa nhận. Thế nhưng, Lý Thanh Sơn còn có thần thông kính hoa thủy nguyệt, quả thực chính là thiên tác chi hợp với thủy nguyệt bản này. Khi Lý Thanh Sơn dùng thủy nguyệt bản triệu ra kính tượng phân thân liền biến thành phản chiếu của hắn. Mà kính tượng phân thân có được mấy phần yêu khí của Lý Thanh Sơn, nên năng lực thừa nhận đâu chỉ mạnh hơn phản chiếu trong thủy nguyệt bàn này gấp trăm lần. Kết quả là, Lý Thanh Sơn bèn di rời toàn bộ độc thương này sang kính tượng phân thân, thế nên mới có cảnh tượng tự chữa quỷ dị này, rõ ràng là có thêm một cái tính mạng. Đương nhiên hắn không ngại dựa vào đó để đả kích lòng tin của La Ti Chu Hậu đâu. Nhưng không ngờ rằng thế công của La Ti Chu Hậu thực sự mạnh như vậy, còn tốt hơn cả tính toán của Lý Thanh Sơn. Sau khi rời hết thương tổn mà La Ti Chu Hậu gây ra cho hắn lên kính tượng phân thân, hắn lại dùng yêu khí tiến hành chữa trị cho kính tượng phân thân, rồi dùng thủy thần ấn bổ sung yêu khí. Hình thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, liền trở thành một tiểu cường đánh mãi không chết, nhất định có thể khiến cho La Ti Chu Hậu chiến đến tuyệt vọng, quỳ xuống đất kêu đánh đi. Mà hiện tại, tuy rằng đan dược có một ít tác dụng, nhưng cũng không thể hoàn toàn khôi phục, cùng lắm chỉ có thể kéo dài thêm một chút thời gian, giúp Lý Thanh Sơn lại san sẻ vài lần thương tổn. Nhưng vào lúc này, La Ti Chu Hậu cũng không biết đã xuất hiện ở ngay trung tâm thêm lần nữa từ bao giờ. Cảm giác giao thủ cùng Lý Thanh Sơn lần trước cứ như bất luận đánh bại hắn bao nhiêu lần, hắn đều có thể đứng lên lần nữa.